Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cẩm Tú Đích Nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 266: Từng bước chiến thắng 1. Khi trời trở tối, Vân Nhi căn cứ theo lời dặn của Vân Khanh, nửa đêm canh chừng, kết quả bắt được một ma ma trực đêm đang lén lút ở trong sân di chuyển cái gì đó cùng Tuyết Lan. Vân Khanh nhìn tuyết lan quỳ gối trước mặt, tay chân bị trói chung một chỗ, cười lạnh một tiếng, sửa sang lại khoác áo và tay áo, không nói một lời uống trà. Lúc đầu tuyết lan đang bị bịt miệng, cái gì cũng không nói được, hiện tại nhìn thấy Vân Khanh không nói tiếng nào, giống như chỉ định thưởng thức bộ dạng à ta bị trói, cũng không tính chất vấn à ta, nhưng thẩm mặc cũng là một loại áp lực vô hình, à ta nhịn không được mở miệng nói, tiểu thư nửa đêm ngày sai người bắt trói nô tỳ là vì chuyện gì? Vân Khanh thấy ả ta rốt cục đã mở miệng nói chuyện, nhưng lại bị cắn ngược lại một cái, lên án mình bắt ả ta tới đây, tay đang cầm tách trà nhẹ nhàng đặt xuống. Lưu Thúy xưa nay rất chán ghét ả, nhiều mày nói, ngươi nửa đêm lén lút ở chỗ đó làm gì? Tuyết Lan nhìn thấy là Lưu Thúy hỏi ả, vốn thời gian qua đã tích lũy chồng chất oán giận đối với Lưu Thúy nay lập tức bạo phát, chừng mắt nói, cái gì lén lút, không cần nói khó nghe như vậy chứ. Ta chỉ là nửa đêm ngủ không được, ra ngoài đi dạo trong viện một chút mà thôi. Nửa đêm ngủ không được, nên người lén lút ở trong viện đào hố sao? Liêu Thúy thấy ả ngoan cố không khai, nhất thời phản bác nói. Tuyết Lan nghe vậy, cũng không nhìn Liêu Thúy, chỉ quay đầu nhìn Vân Khanh, thấy nàng sắc mặt thản nhiên, một đôi phượng mâu sâu thẳm tàn ra những tia sáng lạnh lẽo dưới ánh nến, trong lòng cảm thấy bộ dáng của tiểu thư không giận tự uy, thoáng có chút sợ hãi, cãi chảy cãi cối nói, ta đào hố kia làm gì. Thanh liên từ bên ngoài tiến vào, trên tay cầm thứ gì đó, đưa tới trước mặt Vân Khanh, chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt Vân Khanh liền ẩn ẩn hàm chứa phẫn nộ. Ba một tiếng, một con hình nhân bằng vải được quăng tới trước mặt tuyết lan, trên con hình nhân ghi hai chữ ngự tịch minh, trên người cắm chi chít những cây châm dài. Liêu Thúy đứng bên cạnh trông thấy, hít sâu một hơi, cơ hồ là quá mức kinh ngạc che miệng, đây là tên của bệ hạ. Nàng đi theo bên người Vân Khanh, cũng học được vài mặt chữ, mà Vân Nhi và Thanh Liên, khi hai người nghe được lời Lưu Thúy thốt lên, hoảng sợ mở to hai mắt, nhìn con hình nhân kia mặt tràn đầy kinh hãi. Loại hình nhân này, khi một người oán hận kẻ nào đó, sẽ viết tên và ngày sinh tháng đẻ của kẻ đó lên hình nhân, cắm đầy ngân châm, rồi chôn dưới đất dùng để nguyền rủa mà hình nhân tuyết lan chôn dưới đất phía trên viết hai chữ minh đế tuy rằng không có ngày sinh tháng đẻ nhưng cũng giống nhau đều là tội chết a à. minh đế nhất chán ghét nhất chính là yềm thuật bùa chú hình nhân lời nguyền trong cung từng có phi tử lợi dụng sự chán ghét yềm thuật của minh đế để tranh thủ tình cảm về sau bị phát hiện lập tức bị biếm vào lãnh cung mà toàn bộ người nhà cũng bị bắt nhốt suốt đời trong đại lao. Hình nhân này chôn trong viện của Vân Khanh, nếu sơ sẩy để người khác phát hiện, sẽ bị gán cho tội danh giám nguyền rủa thánh thượng. Tuy rằng người khác sẽ cảm thấy có chỗ không thích hợp, nhưng ghét yểm thuật chính là ghét yểm thuật, mặc kệ nói như thế nào, nhất định sẽ đem toàn bộ thẩm gia nhốt vào vực sâu vạn trường. Tất cả cố gắng và phong thường trước đó sẽ sẽ như nước đổ ra biển, thậm chí còn rước lấy họa diệt môn. Phải biết rằng, vị phi tử lợi dụng yểm thuật kia, cũng không phải nhằm vào minh đế nhưng cả nhà vẫn bị bỏ tù. Mà thẩm ra, không phải sẽ là toàn gia bị chảm sao? Thứ này là từ cái hố vừa rồi người chôn đào ra được, người không phải muốn phủ nhận chứ. Vân Khanh chịu đựng sự phẫn nộ mãnh liệt trong lòng, hai mắt nhìn Tuyết Lan như muốn thiêu sống cả người à. Tuyết Lan nhìn Vân Khanh, lại nhìn hình nhân kia, sắc mặt tràn ngập khiếp sợ, không, nô tỳ chôn không phải cái này, không phải cái này. Hiển nhiên, à ta cũng không phải hạn nông cạn, cũng biết thứ hình nhân này là cái gì, giữ nó sẽ rước lấy tội gì. Người chôn chính là cái này, bất quá biểu tiểu thư nói với ngươi, chữ phía trên cùng lắm chỉ khiến ta khó chịu, ngươi căn bản không biết trên đó viết là tên của bệ hạ. Giọng nói của Vân Khanh càng phát ra ôn nhu, nhưng nghe vào trong tai tuyết lan, giống như tiếng nói của ma quỷ. Đối diện với đôi mắt sắc bén thông tuệ kia, sắc mặt à trắng bệch, lúc này mới hiểu được, bản thân mấy ngày qua vẫn nghĩ hành động lén lút của mình rất cẩn thận, không khiến ai chú ý, nào biết đã bị tiểu thư nhìn thấu tất cả. Nhìn thần sắc Tuyết Lan biến hóa, Vân Khanh khẳng định Tuyết Lan cũng không biết phía trên viết chữ gì, Tuyết Lan đúng là có lòng tham, nhưng chỉ có tham vọng đổi đời, Vân Khanh nhớ rõ ở đời trước, lá gan Tuyết Lan cũng không lớn ả à, không giống như vi ngưng tử vì lợi ích mà hy sinh hết thảy tâm độc địa như rắn giết. Sự việc yểm thuật năm đó huyên náo rất lớn, ngay cả trong dân gian cũng bản tán xôn xao một thời gian dài, cho nên mỗi người đều biết thứ này vô cùng đáng sợ. Một khi bị quan phủ biết có nhà sử dụng thứ này, lập tức có thể định tội danh giết người bắt hết toàn gia. Tuyết Lan đương nhiên cũng biết điểm này. Nếu như ả à, chôn hình nhân nguyền rủa Minh Đế. Như vậy toàn bộ thẩm phủ cũng sẽ bị liên lụy, làm nô tỳ trong thẩm phủ như ả à ta, tự nhiên cũng không có được kết cục tốt. Lúc này ả à ta đã hiểu rõ hết thảy, mồ hôi lạnh chảy ra ướt đẫm phía sau lưng. Ả à, chôn thứ này là muốn hủy diệt toàn bộ thẩm phủ, tiểu thư tuy rằng tính tình ôn hòa, nhưng đối với những hạ nhân bất trung, nhất định sẽ nghiêm trị. Tiểu thư, tha cho nô tỳ đi." Biểu tiểu thư nói với nô tỳ, thứ này chỉ làm cho mày đau đầu phát sốt không thể tham gia yến tiệc chúc mừng nô tỳ không biết thứ này dĩ nhiên lại là yểm thuật nô tỳ thật sự không biết a à. từng cái từng cái dập đầu vào nền đất cứng rắn lạnh lẽo phát ra tiếng động đùng đùng tuyết lan dùng hết sức lực để dập đầu chỉ trong chốc lát trên đầu đã đầy máu tươi và vết bầm tím tái ả à vẫn như không biết đau đớn là gì mãnh liệt độc nhìn bộ dáng của ả à, trong mắt vân khanh không có một chút đồng tình thương hại nào đời trước bị tuyết lan phản bội sau khi được sống lại nàng cũng không đem tất cả oán hận trước kia tính trên người tuyết lan lúc nàng phát hiện muốn tránh cũng không thể tránh được mọi thứ không thể như nàng mong muốn có lẽ ở đời này mọi thứ sẽ thay đổi chỉ cần tuyết lan không nảy sinh ý xấu nàng cũng không ngại giữ lại ả à ở bên người ở trong viện của mình nhưng mà lòng người phức tạp thật sự quá khó để nắm chắc nàng cũng tin tưởng tuyết lan là bị vi ngưng tử lợi dụng nhưng nếu tuyết lan ngay từ đầu không có dị tâm, làm sao sẽ bị lợi dụng, cho dù là chôn một hình nhân khiến cho nàng sinh bệnh đau đầu, nhưng cũng đồng dạng là hãm hại sau lưng chủ. Tuyết lan có từng nghĩ tới, hình nhân này lỡ như chính là nguyền rùa nàng chết thì sao? Máu tươi từ trên trán túa ra, chảy qua khuôn mặt được tuyết lan bảo dưỡng khá tốt khi ở thẩm ra. Ở đây có lưu thúy, vấn nhi, thanh liên, nhưng không ai cảm thấy ả đáng thương. Các nàng đều suy nghĩ giống nhau, một nha hoàn có thể giúp đỡ người ngoài chôn hình nhân yểm bùa ở trong viện của tiểu thư nhà mình, thật sự không đáng để bất luận, kẻ nào đồng tình. Nàng vừa nói xong, Thanh Liên lập tức mang theo Vân Nhi, mang theo hình nhân ra ngoài giải quyết, mà Vân Khanh sau khi nhìn chằm chằm Tuyết Lan thật lâu, mới mở miệng nói, "Được rồi, ngươi đừng đập đầu nữa." Tuyết Lan nâng lên khuôn mặt đầm đìa máu tươi, trong đôi mắt lộ ra thần sắc kinh hỉ tiểu thư, ngài tha thứ cho nô tỳ sao? vân khanh thản nhiên cười, người phạm phải lỗi lớn như vậy, ta nếu cứ như vậy tha thứ cho ngươi người cũng không có khả năng tin tưởng. nay ta muốn cho người cơ hội lập công chuộc tội. tuyết lan vốn tưởng rằng nhất định sẽ bị trừng phạt, không phải đánh chết, thì sẽ bị phát mại. thật không ngờ sẽ nghe thấy có một con đường sống, lập tức gật đầu như gà mổ thóc, nói, tiểu thư, ngài cứ việc phân phó. Nô tỳ nhất định sẽ lập công chuộc tội. Ân, vết thương trên trán ngươi thì sao? Nếu để cho người khác nhìn thấy liền biết ngay là do đập đầu, như vậy không tốt cho lắm." Vân Khanh nhìn vết thương do va đập mạnh trên chán à, nhẹ giọng nói. Tuyết Lan biết ý Vân Khanh là không muốn chuyện đêm nay bị người ta biết được, tuy rằng không nỡ phá hư khuôn mặt này, nhưng so với cái chết, hủy dung không thể tính là cái gì, à, cúi đầu nói, "Xin tiểu thư yên tâm." tuyệt đối sẽ không ai biết được vậy là tốt rồi vân khanh biết rõ từ trong xương tủy của tuyết lan đã có nô tính à nếu phụ thuộc vào ai sẽ dùng hết thảy biện pháp đi nịnh bợ người đó lúc này vi ngưng tử hãm hại à trong lòng à đã không còn tin vi ngưng tử nữa mà người à có thể đầu quân chỉ có vân khanh cho nên nàng không lo lắng tuyết lan sẽ ngu mốc tự đào phần mộ chôn mình người cứ vờ như cái gì cũng không biết nói với biểu tiểu thư hình nhân đã được chôn thỏa đáng. Vâng, Tuyết Lan vội vàng đáp. Đợi sau khi Tuyết Lan rời đi, Lưu Thúy mới thấp giọng nói, tiểu thư, sao người lại thả mầm tai họa kia đi, người như ả à nếu giữ lại bên cạnh, cũng không thể bớt lo. Nàng nhớ rõ tiểu thư không phải là người nhân từ khoan hồng độ lượng, ở trong đầu nàng, luôn ghi nhớ hình ảnh tiểu thư mạnh mẽ hung tàn rút kiếm đối mặt với tộc trường thẩm thị, làm sao có thể đối với một ả nha hoàn phản chủ mà nương tay khoan hồng vân khanh đứng lên đi vào phòng trong giọng nói vọng ra ngoài truyền đến tai lưu thúy có một loại cảm giác mơ hồ như có như không dường như ẩn sâu trong lớp xương khói dày đặc kia mang theo ý lạnh thấu xương từ từ tản ra ta nếu hiện tại xử trí ả chẳng phải sẽ khiến vi ngưng từ sinh lòng nghi ngờ hay sao lưu thúy thế này mới nhớ tới đúng vậy chuyện hình nhân và tuyết lan khẳng định liên quan tới biểu tiểu thư, nếu Tuyết Lan bỗng dưng không thấy, mặc kệ lấy lý do gì, biểu tiểu thư là người cẩn thận nhất định sẽ cảm thấy có điểm không thích hợp, đến lúc đó chuyện tiểu thư an bài sẽ không thành công được. Nhưng nghĩ lại thật sự không cam lòng, chịu thiệt lớn như vậy, cũng không thể bắt biểu tiểu thư tới quan phủ. Liêu Thúy lẩm bẩm nói. Vân Khanh ngồi bên mép giường, mỉm cười nói, lần này nếu chừng trị ả à ta, chẳng phải sẽ lớn chuyện. Tuyết Lan tuy rằng giúp người khác chôn hình nhân, nhưng suy cho cùng Tuyết Lan vẫn là nha hoàn của ta. Đến lúc đó mọi chuyện ầm ĩ lên, để cho người ngoài biết trong thẩm phủ có người sử dụng yểm thuật, em nói xem người khác sẽ cảm thấy như thế nào. Biểu tiểu thư khẳng định sẽ không thừa nhận, nói tiểu thư muốn vu oan nàng ta, sau đó nàng ta liền giả bộ đáng thương khóc lóc, kêu ca thẩm phủ không muốn giữ nàng ta, đến lúc đó chuyện hình nhân bị người khác biết được chân chính chịu tội chính là thầm phù. Liều Thúy không cam lòng nói ra câu này, trên khuôn mặt tròn tròn lộ vẻ không cam lòng. Vân Khanh nghe vậy cười yếu ớt, nàng còn cảm thấy không cơ hội hung hăng nhổ đi khối u ác tính sống nhờ ở thầm phù này, nay nàng ta tự tạo ra cơ hội, nàng đương nhiên sẽ không lãng phí. Ngày kế tiếp, khi Vân Khanh nhìn thấy Tuyết Lan, quả nhiên thấy trên mặt ả à, từ trên trán đến hai má đều có một vết sẹo dài nghe Lưu Thúy nói, Tuyết Lan nói với mọi người là à lúc đi vệ sinh không cẩn thận nên té bị thương. Yến Hội ba ngày sau, thẩm phủ đông như chảy hổi, từng đoàn xe ngựa ngừng nối dài tới cuối phố. Tân khách tiến đến chúc mừng không ít, trừ bỏ bạn bè cùng hợp tác làm ăn, còn có một ít quan lại địa phương. Tuy rằng An Bá chỉ là một tước vị, không có thực quyền, nhưng rốt cuộc vẫn là do bệ hạ ban thường, hơn nữa Vân Khanh được phong làm vận chữ quận quân là căn cư chính xác nói lên bệ hạ rất coi trọng thẩm gia, mặc kệ trong lòng có nguyện ý hay không, nhưng ngoài mặt thì vẫn phải vui vẻ đến chúc mừng. Thẩm mậu và tả thị tiếp đón khách khứa khắp nơi, nghe các lời chúc mừng, lão phu nhân sau một thời gian dài điều dưỡng, cũng được bích bình và bích lăng đỡ ra, ngồi ở ghế chủ vị, nhìn toàn bộ quang cảnh thầm phủ, bên cạnh có phụ nhân tiến lại nói chuyện với bà, bà cười tùm tìm gật đầu rất là vui vẻ. Vân Khanh hôm nay cũng mặc một thân vô cùng trang trọng, nàng mặc một chiếc áo mỹ nhân cổ chéo đỏ tươi với làn váy xèo bằng gấm sa tanh mềm mại như nước, viền áo thêu hoa ngọc lan màu tím nhạt, mái tóc búi kiểu lưu vân kế một kết hợp với cây châm kim hồ điệp hai, điểm xuyến thêm những dây bằng ngọc quý buông xuống vừa vặn ngang hai má, càng tôn lên làn da oánh nhuận trong suốt, đôi phượng mâu long lanh như mặt nước hồ thu trông trang trọng nhưng lại không mất đi vẻ thanh xuân của thiếu nữ. Vân Khanh một mặt cùng người chung quanh nói chuyện, nay những phu nhân tiểu thư không có phẩm cấp, cấp bậc phong hào, thấy nàng đều phải thi lễ, nàng mang theo nụ cười dịu dàng, đáp lễ lại từng người một, dáng vẻ hào phóng, lễ nghi tiêu chuẩn, thậm chí căn bản là nhìn không ra, vị quận quân trước mặt này là vừa mới tấn phong, dường như sinh ra đã có, cao nhã đoan trang khiến cho rất nhiều phu nhân thi thoảng nhìn về phía nàng, miệng đầy khen ngợi, không ngừng tán thưởng, nói vị nữ nhi thẩm gia này thật là tuyệt sắc. Khóe mắt Vân Khanh quan sát thấy vi ngưng tử vẫn chưa xuất hiện, ánh sáng nơi đáy mắt càng thêm trói lọi sáng ngời, mãi đến khi yến hội sắp bắt đầu, nàng ta mới ung dung khoan thai tiến vào cửa. Váy dài màu xanh nhạt, làn váy thiêu chỉ bạc phối với hoa bách hợp nối dài tới dưới chân tựa hoa bách hợp thanh tú thuần khiết nghiêng mình soi bóng dưới mặt nước hồ xanh êm ả à. nàng ta búi tóc kiểu đan loa kế ba đơn giản phía trên cắm một cây châm hoa màu lam nhạt tôn lên gương mặt xinh đẹp nhu nhược cũng mang một loại phong phạm điềm đạm đáng yêu vừa tiến vào các phu nhân liền đánh giá nàng ta từ đầu tới đuôi hiển nhiên bọn họ còn nhớ rõ lần trước hoàng hậu nói mẫu thân nàng ta đang bệnh nặng nàng ta còn trang điểm xinh đẹp tới tham dự yến tiệc lần này thấy nàng ta ăn mặc mộc mạc, mặc dù không mở miệng nói gì, nhưng trên khuôn mặt đều cho thấy bọn họ không mấy nhiệt tình với nàng ta. Vì ngưng tử từ, từ khi xuất hiện, liền nhìn thấy ánh mắt mọi người khi nhìn Vân Khanh, là tràn ngập kinh ngạc cùng tán thưởng, còn có cực kỳ hâm mộ, văng vẳng bên tai đều là tiếng ca ngợi Vân Khanh không dứt, mà sau khi nàng ta tiến vào, tuy rằng ánh mắt cũng tập trung vào nàng ta, nhưng nội dung bên trong lại biến hóa nghiêng trời lệch đất thương hại, chán ghét, khinh bỉ, đủ loại tầm mắt giao nhau chiếu vào nàng ta, làm cho nàng ta có một loại cảm giác khuất nhục sâu sắc. Nàng ta đem loại cảm giác khuất nhục này hóa thành lời nguyền rủa ác độc, thẩm vân khanh, hôm nay là ngày bắt đầu vinh quang của ngươi và thẩm gia, cũng là khởi đầu cho sự tan biến của các ngươi. Tuy rằng trong lòng không thèm để ý tới vi ngưng tử, nhưng nay nàng ta đang sống nhờ ở thẩm gia, nể mặt mũi thẩm gia những người khác vẫn tiến lên chào hỏi vi ngưng tử một vị phu nhân hỏi mẫu thân tiểu thư hiện tại thế nào rồi vi ngưng tử nét mặt cất chứa yêu sầu nói xem như vẫn tốt nhưng bệnh tình của bà vẫn không mấy chuyển biến ta thực lo lắng vị phu nhân đó cảm thán nói thật sự là đáng thương đang yên đang lành lại nằm kiệt trên giường để tiểu thư phải vất vả hầu hạ bà ấy vi ngưng tử nắm khăn tay khóe mắt ngấn lệ nếu như nương có thể tốt lên, muốn ta làm cái gì cũng được. Người thật sự là một đứa nhỏ hiếu thuận. Vì ngưng tử sau khi lau nước mắt vài lần, cùng mọi người đáp lại mấy câu, liền nhìn thấy một nha hoàn đang vội vàng hấp tấp chạy vào, lớn tiếng nói, chết người, chết người. Thanh âm nàng ta bất thình lình vang lên, khiến tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn về phía nàng ta, tạ thị vội vàng nói, người đang nói năng sằng bậy cái gì. Người tới, còn không mau mang nàng ta xuống. Nhà hoàn kia lại to miệng hô lên, thật sự, thật sự có người chết. Tạ thị vô cùng tức giận con nha hoàn không biết chừng mực đột nhiên xuất hiện trong buổi tiệc, lập tức sai người bịt miệng nàng ta lại, vì ngưng tử nhanh chân lên tiếng ngăn cản phía trước, vẻ mặt thân thiết dịu dàng nói, thưa gì, dường như nha hoàn này có chuyện muốn nói, gì để nàng ta nói xong đã được không? chương 267, Từng bước chiến thắng, 2 Hàm Hồ, hôm nay là yến hội sao có thể phát sinh chuyện như vậy? Mang người xuống cho ta." Tạ thị nhìn Vi Ngưng Tử, trong lời nói mang theo sắc bén, bà đối với đứa cháu gái này vốn còn có chút cảm tình, nhưng sau chuyện Tạ Di gây ra vừa rồi, đã chậm rãi tiêu hao, nay nha hoàn trong phủ la to thất lễ, cháu gái không hỗ trợ che giấu, còn ở đây hồ môn loạn ngữ, nói sằng nói bậy, trong lòng bà nói không nên lời thất vọng cùng tức giận. Gì? người không nên tức giận cháu gái chỉ là lo lắng mà thôi dù sao hôm nay đến khách khứa đến nhiều lỡ như người nha hòa này nhìn thấy là vị khách nào đó thì sao vì ngưng tử vẻ mặt lo lắng nhất thời làm cho sắc mặt mọi người đều thay đổi lập tức xem xét người nhà bên cạnh còn hay không có vài vị phu nhân nhớ tới nữ nhi nhà mình vừa rồi nói muốn ra ngoài thưởng mai không khỏi lo lắng nhìn tạ thị nói thầm phu nhân nếu không thì để cho nha hòa này nói xong đi đối mặt với áp lực từ phía mọi người tạ thị chỉ đành gật đầu các vị không cần lo lắng không có việc gì vẫn nên nghe xem nha hoàn này nói gì rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vì ngưng tử lại xen miệng vào hiển nhiên trong lời nói của tạ thị có vài phần lo lắng quan tâm đến an nguy của người nhà các khách nhân vài vị phu nhân vội vàng nhìn tạ thị tạ thị không còn cách nào bất đắc dĩ quay đầu phân phó bà từ thả nha hoàn kia ra nói người rốt cuộc nhìn thấy gì? Người chết a, à, trong hồ sen có một xác người chết. Cả người ả nha hoàn phát run, hiển nhiên đã bị cảnh tưởng nhìn thấy dọa sợ hoàng hồn. Tạ thị thấy bộ dáng này của nàng ta, cũng không giống như đang nói dối, trong lòng bắt đầu lo lắng. Mau, mang bọn ta qua đó xem sao, vài vị phu nhân nghe được trong hồ sen có thi thể, lại lo lắng cho nữ nhi nhà mình. Hôm nay thời tiết rét lạnh, không ngờ tới lại có người bị rớt xuống ao nữ nhi nhà bọn họ lại không biết bơi a à. một đám người cứ như vậy kéo nhau đi về phía hồ sen có phu nhân vì lo lắng có người chỉ muốn đi xem náo nhiệt tóm lại người người đều vô cùng sốt ruột đi nhanh về phía trước vì ngưng tử là người tích cực nhất đi ở phía trước dẫn đường sợ mọi người đi nhầm chỗ mà vân khanh đi ở phía sau nhìn bóng dáng vội vàng của nàng ta thầm cười lạnh an tuyết oánh và vân khanh song song đi tới nghi hoặc hỏi Vân Khanh, vị biểu tỷ kia của người giống như sợ hiện tại thẩm phủ không đủ náo nhiệt hay sao ấy. Cũng không hẳn, xem bộ dạng nàng ta như vậy, chắc là đức hạnh giống y như trương lạc, chỉ e thiên hạ không loạn. Lâu ngày chưa lộ diện trương huỳnh hôm nay cũng theo toánh xuyên hầu đến thẩm gia chúc mừng, nàng đi ở phía sau Vân Khanh, nghĩ hành động vừa rồi của vi ngưng tử, lạnh lùng khinh thương. Vân Khanh mỉm cười, trước đi xem sao rồi lại nói ao hồ trong thẩm gia không ít, nhưng hồ sen thì chỉ có một, đó là hồ nước được thiết kế dựa theo hình dáng của lá sen, bên trong hồ trồng đủ loại sen, rất nhiều phu nhân khi vừa nghe đã biết đó là hồ sen này. Lúc này trời đang vào đông, những hoa sen úa tàn đã cho được nhổ đi, trong hồ nước chỉ còn nước hồ lạnh như băng, mà trên hồ nổi lên thi thể một nữ nhân, mặt úp sấp xuống dưới hồ sâu lạnh lẽo, tản ra một cơn ớn lạnh dùng người có một phu nhân nhìn thấy nữ thi, thi thể nữ, kia mặt váy áo màu xanh nhạt, đã nhìn không được kêu lên, Lộc Nhi nhà ta hôm nay cũng mặc xiêm y xanh nhạt. Tạ thị vừa nghe, cả người rét run, nếu như trong yến hội có vị tiểu thư nhà nào chết, thẩm ra thật sự không thể tránh khỏi có liên quan, bên cạnh có ba bà tử biết bơi lập tức nhảy xuống, hợp lực vớt thi thể lên. Đợi sau khi thi thể được thả xuống, lúc khuôn mặt được lật lên, trên khuôn mặt trắng bệch có một vết thương thật dài vân khanh nhíu mày mặt âm trầm vì ngưng tử thật sự đủ ác độc chỉ nghe thấy nha hoàn nào đó thất kinh hô to này này không phải là tuyết lan sao vì ngưng tử đứng ở trước mặt thi thể hai mắt ngấn lệ sau đó che miệng kinh hãi lùi lại từng bước tuyết lan nàng nàng không phải là nha hoàn của biểu muội hay sao làm sao có thể chết đuối dưới hồ chứ chỉ một câu đã đem lực chú ý của mọi người dẫn về trên người vân khanh đầu tiên vân khanh liếc nhìn khuôn mặt đã không còn sức sống của tuyết lan ánh mắt một chút gợn sóng cũng không có ngẩng đầu nhìn vi ngưng tử nàng ta tỏ ra vừa lo lắng sợ hãi ánh mắt thất vọng làm cho vân khanh cảm thán khả năng diễn trò của nàng ta thật khá cũng phụ họa gật đầu nói đúng vậy tuyết lan đúng là nha hoàn của ta vậy tại sao nàng ta lại chết ở trong hồ vì ngưng tử vì tuyết lan cảm thấy thực bi thương nhìn vân khanh dưng dưng hỏi ta cũng không biết tối hôm qua nàng ta vẫn còn tốt sao hôm nay lại chết ở trong hồ không biết biểu tỷ có biết hay không vân khanh nhìn vi ngưng tử đáy mắt giống như mặt hồ phẳng lặng và lạnh lẽo từng cơn gió mát thổi tung cuốn theo cánh hoa rơi lả ta trên mặt hồ ta làm sao biết được kia chứ vì ngưng tử vội vàng phủ nhận nói Ta chỉ là lo lắng sao trong phủ đang tổ chức yến hội mà lại có nha hoàn chết đuối mà thôi. Tạ thị sau khi nhìn thấy là tuyết lan, mày liền nhíu lại, yến hội đang tốt đẹp, thế mà xuất hiện một ả à nha hoàn chết đuối. Nó lại là nha hoàn trong viện của nữ nhi, nếu để cho người ta biết, thì không biết sẽ bị đồn đãi như thế nào nữa. Một bà tử bỗng nhiên chú ý tới bàn tay của tuyết lan, hô lên, mọi người nhìn xem, trong tay nàng ta đang nắm cái gì đó. Lập tức có người tiến lên vặn bung bàn tay đang siết chặt lạnh như băng của Tuyết Lan ra, chỉ thấy trong tay nàng ta nắm là một chiếc khăn lụa màu trắng, được dệt thành từ loại tơ tằm tốt nhất. Vì Ngưng Tử nhìn thấy chiếc khăn lụa màu trắng kia, chân mày thoáng nhíu lại, sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, khăn tay này bị Tuyết Lan lấy được khi nào? Nàng ta nhớ rõ khi đó trên tay Tuyết Lan không có bất cứ cái gì mà. Lại cẩn thận quan sát, chỉ là một chiếc khăn lụa bình thường phía trên không thiếu hoa văn hay ký hiệu đặc biệt nào, không khỏi yên lòng. Chiếc khăn lụa này chất liệu rất tốt, không phải là khăn mà nha hoàn có thể sử dụng. An phu nhân đứng một bên, nhìn chiếc khăn lụa kia, nhíu mi nói một câu, làm chi phủ phu nhân đã lâu, bà cũng có một chút năng lực phân tích vụ án, lúc này vừa nghe bà nói như vậy, những phu nhân khác cũng phụ họa nói loại khăn lụa mềm mại như vậy, các bà cũng không mấy ai có vì ngưng tử ra vẻ kinh nghi, kinh ngạc và nghi ngờ nhìn thoáng qua, sau đó nói biểu muội ta nhớ rõ chiếc khăn lụa này hình như muội có hai cây giống nhau như đúc vân khanh gật gật đầu rất thoải mái thừa nhận nói đúng vậy khăn này ta xác thực là có hai cái vì ngưng tử tựa hồ vô cùng kinh ngạc sau đó lại lộ ra bộ dáng không đành lòng tuyết lan sao có thể cầm khăn tay của biểu muội a nàng là nha hoàn của muội lại cầm khăn tay của muội đây không phải là quá trùng hợp rồi ư nàng ta chỉ mới nói tới đó liền có người thích xem náo nhiệt chen miệng vào chẳng lẽ nha hoàn này là có người cố ý đẩy xuống nhưng vì sao lại đẩy nàng xuống hồ chẳng lẽ là bởi vì nàng đã phát hiện ra bí mật gì rồi vì ngưng tử liếc mắt nhìn vân khanh một cái ra vẻ nghi ngờ nói biểu muội nha hoàn này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì có phải muội không cần thận đẩy nàng ta xuống hay không tốt lắm rốt cục đã mắc câu của nàng rồi vân khanh mỉm cười không phải biểu tỷ sao chỉ dựa vào một chiếc khăn đơn giản mà suy bụng ta ra bụng người trong lời nói của nàng mang theo mỉa mai và châm chọc nhưng vi ngưng tử cũng không tức giận nàng chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng sắp phát sinh căn bản là không cần để ý một chút châm chọc như vậy trên mặt lộ ra một chút tức giận ta cũng không tin là biểu muội đã hạ thủ nhưng hôm nay nhiều người ở đây chứng kiến như vậy trong tay nha hoàn này còn cầm ca ca han tay của biểu muội tuy rằng nha hoàn đã bán mình làm nô tỳ sinh tử mặc chủ nhân quyết định nhưng nếu chuyển ra ngoài đối với thanh danh của biểu muội thật không tốt này muội đã được hoàng thượng ban cho phong hào quận quân càng không thể để cho những lời đồn đãi như vậy làm tổn hại thanh danh của muội được nha biểu tỷ lo nghĩ cho ta như thế ta thật không biết nên làm như thế nào mới có thể không bị những thứ đồn đãi kia gây ảnh hưởng xấu tới thanh danh đây. Khuôn mặt Vân Khanh vô cùng bình tĩnh, bên trong ánh mắt thoáng hiện lên một chút lo lắng không cách nào che giấu. Vì Ngưng Tử thấy nàng đã mắc câu, lập tức hiên ngang lẫm liệt suy nghĩ một hồi, nay phần đông phu nhân đều có mặt, nếu như nha hoàn này là do biểu muội hãm hại, thì khẳng định trong viện còn lưu lại dấu vết. Chúng ta sai người lục soát một chút nếu không phát hiện cái gì liền có thể giải được hiểm nghi của biểu muội nói không chừng chính là nha hoàn này nhìn thấy khăn tay của muội đẹp sau đó nảy sinh lòng tham lén trộm đi cũng không chừng tạ thị vừa nghe nói muốn lục soát viện của vân khanh lúc này mở miệng nói sao có thể tùy tiện vào lục soát được chứ vì ngưng tử đã sớm có chuẩn bị quay đầu thản nhiên nói gì sao lại phản ứng như vậy bất quá chỉ là lục soát một chút để chứng minh trong sạch của biểu muội sao gì lại không dám? Lời này kỳ thật đã không còn mang theo thái độ cung kính nữa. Tạ thị nhìn ánh mắt vi ngưng từ ngày càng càn rỡ, cả người tức giận phát run, bà nếu như không cho phép, chẳng khác nào thừa nhận là Vân Khanh xuống tay đẩy nha hoàn xuống hồ, nhưng để người ta tùy tiện lục soát viện của nữ nhi, đây chính là một loại vũ nhục. Muốn soát thì soát, bất quá, ta cho rằng, nếu đã lục soát, vậy thì phải kiểm tra tất cả, loại khăn tay này chỉ cần có loại tơ tằm màu trắng này trong phủ chúng ta nha hoàn trong viện nào mà không có được chứ và lại tuyết lan rơi vào trong nước cũng không nhất định là bởi vì ta phải biết rằng có lẽ nàng là vì biết được bí mật của người nào đó nên bị người này đẩy vào trong nước cũng nói không chừng trên mặt vân khanh mang theo ý cười nhợt nhạt nhìn vi ngưng tử viện của biểu tì cũng phải lục soát nhìn đôi mắt thâm trầm không thể nhìn thấu kia vì ngưng tử bỗng nhiên cảm thấy cả người lạnh lẽo, nàng ta dường như cảm nhận được, cái bẫy hôm nay nàng ta đặt ra, tất cả mọi việc đều đã được tính toán tỉ mỉ, đầu tiên là dụ tuyết lan đi ra, đẩy xuống hồ khiến ả ta chết đuối, sau đó đem cái chết của tuyết lan hướng sang người Vân Khanh, từ đó ở trước mặt mọi người tìm được lý do đi lục soát viện của Vân Khanh. An bài như vậy, thiết kế cẩn thận, thẩm Vân Khanh sao có thể biết được nàng ta nhìn xuống cơn ớn lạnh chạy khắp toàn thân, thầm nghĩ nhất định là bản thân đã từng bị đánh bại nhiều lần trong tay nàng, đã để lại bóng ma, nàng khẳng định không biết, chờ đợi thẩm phủ sẽ là đại họa ngập trời. Vì thế trên mặt vi ngưng tử càng biểu hiện ra hòa khí cười nói, nếu biểu muội nói như vậy, thì cho người cùng nhau lục soát đi. Lúc này nếu như nàng ta cự tuyệt, như vậy sẽ rơi vào chính câu nói của bản thân vừa nãy, có tật giật mình vậy biểu tỷ phái ra hai nha hoàn ta cũng phái ra hai nha hoàn cùng nhau lục soát trong viện vân khanh đề nghị nói vì ngưng tử cũng hiểu được đây là để cho công bằng hơn nữa tạ thị phái lý mẹ và hồ phách cùng đi theo các nàng để làm chứng mắt thầy yến hội không thành nhưng thời tiết rét lạnh cũng không thể để khách khứa đứng vây xung quanh hồ sen ngoài này được tạ thị nhịn xuống bất an cùng phẫn nộ trong lòng tiếp đón các phu nhân tiểu thư đi vào đại sảnh yến hội ngồi nghỉ. Mà mới vừa rồi ba vị tiểu thư không thấy đâu, nguyên lai like là đi đến bên kia hồ hẻo lánh ngắm hoa mai, vừa trở lại đại sảnh yến hội, còn đang cảm thấy kỳ quái sao lại không thấy mọi người đâu cả. Lúc này cũng không còn ai có tâm tình trò chuyện nữa, một yên hội chúc mừng đang yên lành tốt đẹp, lại biến thành như vậy, mỗi người đều ngồi yên trên vị trí, chỉ thỉnh thoảng thấp giọng nói với nhau mấy câu vì ngưng tử dường như đã dự đoán trước ngồi ngay ngắn ở vị trí đối diện vân khanh đợi lát nữa thưởng thức biểu tình của vân khanh mà vân khanh căn bản là không thèm nhìn nàng ta ngồi bên trái và bên phải nàng là an tuyết oánh và trương huỳnh ba người đang trò chuyện với nhau an tuyết oánh bất an nói vân khanh các nàng sẽ không lục soát ra được cái gì chứ an tuyết oánh vẫn luôn được che chở bảo vệ rất tốt so sánh với người khác lúc trước được che chở bảo vệ tốt, mà một năm nay bị rất nhiều chuyện đả kích đã tôi luyện ra một chương huỳnh nhạy bén biết quan sát sắc mặt mọi người. Nàng nhìn Vân Khanh ngồi ở chỗ kia, khí định thần nhàn, trong đôi mắt phẳng lặng một chút gợn sóng cũng không có, cười nói, an tuyết bánh, người cũng đừng nghĩ nhiều, chắc chắn lục soát không được cái gì. Người khác không nói lời nào, ba người các nàng cũng không tiện nói thêm nữa, đành phải cùng nhau chờ đợi, nhưng rất kỳ quái, Thế nhưng không ai nghĩ muốn rời đi, không biết trong lòng các nàng đang suy nghĩ gì, tóm lại không ai đứng lên cáo từ, ngồi với chủ nhân cùng nhau chờ đợi kết quả. Đại khái qua nửa canh giờ, nha hoàn bên cạnh Vi Ngưng Tử là Tử Hà, Tử Vi, nha hoàn của Vân Khanh là Thanh Liên, Vân Nhi, người của Tạ Thị là Hồ Phách và Lý Ma Ma cầm theo cái gì đó tiến vào đại sảnh Tất cả mọi người phát hiện, trên tay Lý Ma Ma cầm một gói to, gói to hơi hé ra bên trong là một thứ gì đó đáy mắt vi ngưng tử mang theo ý cười thân thiết nhìn lý ma ma đứng lên lý ma ma các ngươi lục soát ra cái gì sao lý ma ma nhìn chằm chằm vi ngưng tử ánh mắt phóng qua hận không thể hóa thành thiên lôi tươi sống đánh chết nàng ta ngay tại chỗ có đương nhiên là lục soát ra được không ít thứ vi ngưng tử không nhìn lý ma ma Ánh mắt vẫn đặt trên cái gói to trong tay bà, lúc này ánh mắt Lý Mama nhìn nàng ta, đó là ánh mắt phẫn nộ khi phát hiện ra thứ gì đó không được sạch sẽ. Tạ thị nhìn cái gói to kia, sắc mặt lạnh lùng, hỏi: "Lục soát được ở đâu? Bên trong là cái gì?" Lý Mama thu hồi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vi ngưng tử, cung kính trả lời: "Bẩm phu nhân, đã lục soát trong viện của đại tiểu thư, không có cái gì bất thường." Nhưng thật ra lúc kiểm tra cúc khách viện, phát hiện được từ trên cây rớt xuống một số thứ. mươi 268, chờ mặt quyết liệt, một Cúc khách viện, chính là nơi vi ngưng tử ở, vừa nghe thấy trên cây trong sân của mình có vật rớt xuống, nàng ta lập tức đứng lên, cau mày nói, trên cây rớt xuống cái gì? Lý ma ma nhìn thoáng qua nàng ta, lại khó xử nhìn tạ thị, trình gói to đang cầm trong tay lên, đổ những thứ bên trong ra mặt đất, một đống sợi vải đủ mọi màu sắc rớt ra ngoài thoạt nhìn giống như là đống vải vụn vì ngưng tử nhìn đống vải dệt kia tâm trạng căng thẳng được thả lỏng một ít tuy rằng không biết đống vải này tại sao lại có thể xuất hiện ở trên cây nhưng không phải là đồ vật khác lạ gì là tốt rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi nói chỉ là một ít vải vụn mà thôi cũng đều đã dùng qua rồi phòng chừng là do làm xiêm y còn thừa nói không chừng có nha hoàn nào đó nhìn thấy thích vụng trộm giấu đi thì sao nàng ta lướt mắt qua lý ma ma nhìn tử vi và tử hà đứng ở phía sau lý ma ma hỏi cũng chỉ tìm được những thứ này thôi sao không còn thứ khác sao vị trí những hình nhân bằng vải mà nàng ta kêu tuyết lan trôn đã ở trong kế hoạch của nàng ta tử hà và tử vi đều được nàng ta dặn dò chỉ cần đi vào viện của vân khanh liền đi thẳng đến nơi đó mà đào nhưng tại sao trong tay hai người họ lại trống trơn không có đã tìm khắp hai viện cũng không có vật gì khác tử hà cũng ngầm thấy kỳ quái thứ tiểu thư chỉ ở đâu nàng đã đi tìm nhưng lại tìm không thấy khuôn mặt tươi cười của vi ngưng tử lập tức bị sự lo lắng che lấp gắt gao nhìn chằm chằm tử hà khiến tử hà sợ tới mức cúi đầu không dám nhìn vào mắt nàng ta nếu không lục soát ra cái gì vậy chuyện coi như kết thúc ở đây mắt thấy không tìm ra vật gì có thể gây hứng thú Quần chúng cũng không còn tâm trạng đề nghị nói. Lý mama lúc này lại mở miệng, đống vải dệt này có vấn đề. Lão phu nhân ngồi trên ghế chủ vị, Lý mama đang đứng cạnh bà, bởi vì bà liên tục hai lần bị đả kích khiến sức khỏe suy nhược trầm trọng nên nay đã phải dùng tới gậy để chống, nhìn thấy đống vải dệt kia, liền dùng gậy khều một chút. Đống vải dệt bị lật lên, lộ ra vài chữ và ký hiệu như ẩn như hiện mọi người đáy mắt lập tức bắn ra vẻ tò mò đây là cái gì lão phu nhân dùng gậy kéo ra một mảnh vải mặt trên dùng chỉ đỏ thẫm thêu ra phù chú có hình thù kỳ quái lý ma ma cũng lấy tay kéo ra những mảnh khác lật ngược lại có thể nhìn có nhiều mảnh vải màu trắng màu lam màu vàng màu đỏ phía trên cũng đều có những ký tự kỳ lạ thêu bằng chỉ đỏ ít nhất cũng có một nửa tất cả mọi người từ chỗ ngồi đứng lên muốn nhìn trên mảnh vải kia rốt cuộc là viết cái gì. Có phu nhân đáy mắt ẩn ẩn lộ ra thần sắc làm cho người ta sợ hãi. Tạ thị nhíu mày, thứ này đến tột cùng là cái gì vậy? Đây là phù văn, bùa chú, viết bằng chữ phạn. Trong đó một vị lão thái thái một lòng hướng Phật mở miệng nói, trong thanh âm đã tràn ngập sợ hãi. Là lùi bùa gì, lão phu nhân cùng vị lão thái thái kia cũng có quen biết, nhìn thần sắc của bà ấy, Bà lập tức truy vấn. Này, lão thái thái kia do dự ngập ngừng không biết có nên nói ra ý nghĩa của chữ phản trên những mảnh vải này hay không, mà sắc mặt của vi ngưng tử đã trở nên kỳ quái, trong viện của nàng từ khi nào lại xuất hiện thứ này. Lão thái thái, bà có chuyện cứ việc nói thẳng, Vân Khanh khuyên nhủ. Lão thái thái kia đầu tiên là A-di-đà Phật một tiếng, sau đó nói, đây là một loại bùa chú được ghi trên kinh văn, Dùng sợi tơ thêu lên vài dệt, treo trên cây, có thể giúp người bệnh trong nhà kéo dài tuổi thọ, có thể làm cho bệnh nhân dần bình phục. Lão phu nhân nhìn vào một mảnh kinh văn, kinh ngạc nói, vậy đây là một loại bùa dùng để cầu phúc à? Nói là nói như vậy, nhưng nhìn thần sắc của lão thái thái kia, nếu thật sự là bùa cầu phúc, vậy thì không nên có thần sắc như thế. Vân Khanh bỗng nhiên đi đến phía trước, nhặt một mảnh vải lên, sau đó nhìn một lượt rồi nói lão thái thái sợi tơ trên vài hình như không phải màu đỏ thẫm mà là dùng máu nhuộm đỏ nàng vừa nói xong sắc mặt của mọi người lập tức liền thay đổi khó trách vừa rồi hình như người phải mùi gì đó khó chịu nhìn sợi tơ đỏ kia cũng không mấy tự nhiên nghĩ rằng là do đặt trên cây bị phơi nắng phơi gió mà có ai ngờ thì ra là dùng máu nhuộm ta nếu như nhớ không lầm trước kia từng xem qua một quyển kinh văn Ma quỷ tà ác vào lúc bạn thân bị tổn thương, sẽ dùng máu viết thành kinh văn, đem tai nạn của mình truyền đến trên người người khác, hoặc là đem tuổi thọ của người khác truyền đến trên người của mình, chẳng lẽ chính là vật này." Lão Thái Thái gật đầu nói, "Đúng vậy, loại đó là kinh văn tà ác, cũng tên là tá thọ kinh, truyền rơi tuổi thọ, dùng máu viết xong, treo ở trên cây, liền có thể đem vận rủi cùng tuổi thọ của người bên cạnh truyền qua cho mình." cũng để tránh tai nạn và xui xèo. Vân Khanh bị dọa sợ thả vật cầm trong tay xuống, nhìn kinh văn phía trên vải dệt nói, vậy, vậy tên ở phía trên. Lão Thái Thái cũng mang vẻ mặt sợ hãi, hai tay tạo thành chữ thập nói, trên vải dùng phản văn theo tên của quận quân, tước ra, lão phu nhân, nói cách khác, người theo kinh văn hy vọng đem vận rủi truyền tới trên người những người này, cũng cướp đi tuổi thọ của họ. Vì ngưng tử nghe lâu như vậy, rốt cục phát hiện chuyện tình không đúng, nàng ta lập tức đứng lên, nói với Lý Ma Ma, ngươi từ đâu mà lấy ra mấy thứ vớ vẩn này? Người cầm mồm cho ta, tạ thị trừng mắt quát, vì ngưng tử, thứ này là từ trong viện của ngươi tìm được, ngươi theo thứ này đến tột cùng là có ý gì? Ta không có theo mấy thứ này, ta vì sao phải theo mấy thứ này chứ? Vì ngưng tử nhìn tạ thị, thề thốt phủ nhận nói thứ này nếu không phải ngươi thiêu, vậy sao có thể xuất hiện trong viện của ngươi chứ? Tạ thị cả giận nói. Biết đâu là có người muốn hãm hại ta thì sao? Vì ngưng tử quay đầu nhìn Vân Khanh, nhưng thấy khóe miệng nàng lộ ra nụ cười ẩn ý, hàm chứa mười phần lãnh ý cùng cười nhạo Hãm hại ngươi, cúc khách viện bình thường trừ ngươi và nha hoàn của ngươi ra, cũng không có người đi qua, hơn nữa, ai lại dùng thứ này để hãm hại ngươi? lại còn vô cùng trùng hợp thiêu lên hầu hết tên của người trong thẩm gia chỉ không có tên của tạ di và ngươi lý ma ma ở một bên trả lời vì ngưng tử nhớ tới từ sau khi tạ di biến thành hoạt tử nhân người thực vật nàng ta vì tránh cho những người khác phát hiện ra manh mối cơ hồ là không ra khỏi viện tạ thị các nàng cũng bởi vì đối với tạ di quá thất vọng cũng không tới thăm ngày thường trong viện chỉ có nàng ta và nha hoàn của mình nếu nói có người có thể tự do ra vào sân của nàng ta thì phải là tuyết lan rồi ở sân của ta cũng không nhất định là đồ của ta có lẽ là nha hoàn nào đó treo bừa thì sao vì ngưng tử đem tội đổ lên người nha hoàn nàng ta chưa từng thấy qua mấy thứ này cũng không biết tại sao nó lại có thể xuất hiện ở trong viện của mình nhà hoàn nào đó lý ma ma cười lạnh một tiếng nhặt một miếng vải dệt ở dưới đất lên loại lụa tơ tằm này vốn sản xuất với số lượng có hạn. Lần trước phu nhân tặng cho đại tiểu thư 5 cuộn, cũng tặng cho biểu tiểu thư 5 cuộn, loại lụa tơ tằm này, vô cùng hiếm có, dù có tiền cũng không nhất định có thể mua được, bởi vì đây là do thẩm gia tự sản xuất, chuyên xuất khẩu ra nước ngoài. Người là nói, người đã đem 5 cuộn lụa tơ tằm toàn bộ cho nha hoàn. Sau đó nha hoàn lại đem loại lụa tơ tằm này toàn bộ cắt vụn, dùng để thêu kinh văn nói như thế nào cũng không hợp lý. Những phu nhân có mặt người người ánh mắt cay độc, vừa nhìn là biết lụa tơ tằm này là thứ tốt, dù là các bà cũng sẽ không đành lòng mà thưởng cho nha hoàn, huống chi vi ngưng từ hiện tại là một bé gái mồ côi, làm vậy cũng quá xa hoa, rất không hợp tình hợp lý. Lý ma ma, vị ngươi là ít thấy chuyện lạ rồi, vải này tuy rằng chân quý, nhưng nha hoàn là trợ thủ đắc lực của ta, mấy cuộn vải dệt không đáng là gì cho dù đưa cho các nàng thì có gì đâu chứ ai biết các nàng sẽ đem đi làm cái gì vì ngưng tử cười miệng đầy châm chọc lý ma ma đột nhiên tà ác cười tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía nhưng mà lão nô cảm thấy rất kỳ quái vừa rồi biểu tiểu thư ngài còn nói những cuộn vải hào hạng đó đã thưởng cho nha hoàn nhưng lão nô lại phát hiện năm cuộn vải kia vẫn còn ở nơi này à nói xong hồ phách lập tức từ phía sau đưa đến năm cuộn lụa tơ tằm đặt ở trước mặt mọi người vừa thấy năm cuộn vải kia vì ngưng từ liền thầm nghĩ không tốt nàng ta vừa rồi nhất thời hoảng loạn chỉ nghĩ đến việc bảo chữa cho mình lại bị lọt vào cạm bẫy rồi loại lụa tơ tằm để thiêu bùa chú này chỉ sợ không phải là loại lụa cực phẩm thông thường xin biểu tiểu thư giải thích rõ một chút ngài đã nói loại lụa tơ tằm này đã thưởng cho nha hoàn vậy tại sao vẫn còn nằm trong man tù của ngài chứ lý ma ma khách khí hỏi ta nhất thời không nhớ ra vì ngừng tử cắn răng tiếp tục kiên trì nói nếu nhớ không ra vậy biểu tiểu thư có thể nói không nhớ rõ là được vì sao nhất định phải nói là nha hoàn dùng năm cuộn tơ lụa này thiêu phù văn như vậy câu trước câu sau không phải là quá mâu thuẫn sao hay là biểu tiểu thư chính mình thiêu nhưng không muốn thừa nhận nghĩ muốn đổ tội cho nha hoàn Lý ma ma giọng nói đột nhiên cất cao, dọa mọi người nhảy dựng. Ta nhìn cũng không hiểu loại phản văn này, làm sao có thể thiêu nó chứ, thứ này thiêu là có mục đích gì ta cũng không rõ. Vì ngưng tử lâm vào ngõ cụt, nàng ta tuy rằng thông minh, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến hôm nay lại thua cuộc, nhất thời không thể nghĩ ra được biện pháp tốt giúp mình giải vây. Hơn nữa nàng ta chỉ có một mình, những người bên cạnh đều là người của thẩm gia hoặc là khách của thẩm gia nàng ta lần đầu tiên cảm giác được trước kia nàng ta cảm thấy không có tạ gì chính mình một người vẫn có thể sống rất tốt nay nhận ra có một người giúp mình nói chuyện cũng sẽ không có cảm giác tứ cố vô thân như lúc này vân khanh ánh mắt rơi trên những mảnh vải ghi bùa chú thản nhiên nói thứ này vốn cũng không còn nhiều người biết đến viện của biểu tỷ lại không ai đến dù có theo cũng không ai biết nếu không phải hôm nay ngươi đề nghị lục soát sân viện, giúp Tuyết Lan tìm ra hung thủ, Lý Ma Ma các nàng cũng sẽ không tìm ra loại đồ vật như vậy. Lúc trước khi đi tra xét, cũng có nha hoàn trong viện của ngươi, nếu là có người vô khống, các nàng khẳng định sẽ nói ra, nay ngay cả các nàng cũng đều gật đầu, liền chứng minh đây thật sự là tìm được từ trên cây trong sân của ngươi, tin rằng không ai có đủ bản lĩnh có thể giờ trò lừa gạt trước mắt bao người ngươi nếu như thật sự cảm thấy mình bị oan ủng vậy thì nên lấy ra chứng cớ để chứng minh rằng ngươi trong sạch vì ngưng tử nghe vân khanh nói xong một hồi ở ngoài mặt như là vì nàng ta mà nói chuyện kỳ thực đã phá hỏng toàn bộ những sơ hở có thể dùng làm cái cớ cho nàng ta xét sân không phải ai khác nói mà là chính nàng ta nói chọn người đi tra xét cũng là người của nàng ta trừ phi nàng ta có thể lấy ra chứng cớ bằng không chuyện này không còn cách để chối bỏ. Loại bùa chú ác độc như thế, ta làm sao có thể dùng, sau khi ta và nương đến Dương Châu, đều dựa vào thẩm phủ mà sống, làm sao có thể là loại người vong ân phụ nghĩa. Trong mắt của vi ngưng tử rưng rưng, vẻ mặt đáng thương nhìn mọi người, trong khoảng thời gian ngắn, khiến cho người xung quanh cảm thấy nàng ta điềm đạm đáng yêu. Nếu thẩm gia bị sụp đổ, vậy nàng ta không phải ngay cả một người thân đều không có sao làm như vậy cũng là quá không sáng suốt rồi ủa ta rõ lúc đầu vi tiểu thư còn nói qua vì có thể để mẹ nàng khỏe mạnh trở lại nàng cái gì cũng đều có thể làm mà trương huỳnh ở một bên nhìn vi ngưng tử vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ nhắc lại đúng vậy lúc mới đầu nàng ta đúng là có nói như vậy đúng vậy ta cũng nhớ rõ khi đó còn cảm thấy nàng ta hiếu thuận thì ra là việc này sống nhờ trong nhà người ta thế nhưng lại có thể dùng loại bùa này, đây không phải là đem tất cả vận xấu đều truyền cho người khác sao? Đúng vậy, khó trách Thẩm lão gia trước đó gặp nạn đá lở, lão phu nhân trước giờ sức khỏe vẫn khỏe mạnh, kết quả lại bị trúng gió. Người một lời ta một câu, những vị phu nhân kia thay nhau đem hậu quả nói ra, vì ngưng tử vì mẹ nàng ta, dù phải lấy mạng của Thẩm gia thay thế nàng ta cũng dám làm. Vì ngưng tử thật không ngờ câu nói muốn tỏ rõ hiếu thuận của mình, sẽ bị Trương Huỳnh lấy ra làm bè, lắc đầu nói, không có, ta không thể nào lại đi làm loại sự tình này, thứ này rõ ràng không phải của ta. Vân Khanh cười đến vô cùng ôn hòa nhìn nàng ta, bỗng nhiên cầm lấy lụa tơ tằm dơ cao một chút, Lưu Thúy bỗng nhiên lớn tiếng hô, miếng lụa tơ tằm này, thoạt nhìn giống như cùng với loại tuyết lan cầm trên tay vậy, tính chất giống nhau như đúc, Chẳng lẽ Tuyết Lan phút cuối cùng nắm chặt chiếc khăn lụa là muốn nhắc nhở chúng ta? Lực chú ý của mọi người lại tập trung lên miếng lụa kia một lần nữa. Xác thực, chất liệu của loại lụa này cùng miếng trong tay Tuyết Lan là giống nhau. Khi một người sắp chết, vào giây phút cuối cùng, sẽ bắt lấy thứ có thể thay mình nói lên điều muốn nói. Miếng lụa giống nhau đó biểu hiện Tuyết Lan đã nhìn thấy bí mật gì đó. Nàng ta nhìn thấy vi ngưng tử vụng trộm thiêu kinh văn cho nên bị Vi Ngưng Tử đẩy xuống hồ. Lòng giả thật là ác độc a, à, giết nha hoàn, thế nhưng còn muốn vu oan giá hỏa cho Vận Ninh Quận Quân. Đúng vậy a, à, lúc đầu ta còn thực sự nghĩ rằng là do Vận Ninh Quận Quân đã hạ thủ chứ, thì ra miếng khăn lụa trong tay nha hoàn kia là có ý này. Người nói hưu nói vượn cái gì đó, nghe những tiếng nghị luận bên cạnh, Vi Ngưng Tử giận dữ, trừng mắt nhìn Lưu Thúy, quát lớn. Vân Khanh nhìn vi ngưng tử, trong tươi cười mang theo cảm giác mát, Lưu Thúy nói chỉ là ý nghĩ của nàng, biểu tỷ sao có thể nói nàng nói hưu nói vượn chứ. Còn nữa, Lưu Thúy là nha hoàn của ta, tuy rằng ta chỉ được bệ hạ phong một chức quận quân, nhưng rốt cuộc đánh chó cũng phải xem mặt chủ chứ. Ý của lời này chính là, nha hoàn của ta, không tới lượt người tới giáo huấn. Vì ngưng tử ngẩn ra, lập tức kịp phản ứng, kế hoạch được nàng ta tự nhận là hoàn mỹ này, sớm đã bị Vân Khanh nhìn thấu. Miếng vải vô duyên vô cớ ở trong tay Tuyết Lan là do Vân Khanh nhét vào, là chờ nàng ta khi đề nghị xét viện, đem nàng ta từng bước mà đẩy vào tình cảnh hiện tại. Lão phu nhân nghe lão thái thái nói trên những lá bùa kia, viết không chỉ có tên của thẩm mẫu mà còn có tên của hai đứa cháu trai song sinh của bà, khiến bà quả thực nổi trận lôi đình, liền từ chỗ ngồi đứng lên, nhìn thiếu nữ thân như cành liễu kia đáy mắt đều là tức giận vì ngưng tử thẩm ra ta đối với ngươi không tệ ngươi vì sao phải làm như vậy vì ngưng tử miệng lưỡi ngọt có thể nói chuyện khiến lão phu nhân cười đến thông suốt phóng khoáng lão phu nhân đối với nàng ta cũng không tệ không nghĩ đến nàng ta thế nhưng có thể làm ra loại chuyện như vậy tạ thị cũng vô cùng tức giận vì ngưng tử dùng loại bùa chú ác độc này đi nguyên rùa người nhà của mình bà quát lớn Ngươi sao có thể làm vậy? Cho dù phụ thân ngươi mất sớm, mẫu thân bệnh nằm liệt giường, ngươi cũng không thể làm ra loại chuyện này. Ở thẩm gia, ai đã từng bạc đãi ngươi, cái gì tốt cũng không có thiếu phần ngươi. Ngươi làm sao có thể oán hận nguyên rùa thẩm gia ta đến mức này? Vân Khanh có, ta cũng chuẩn bị cho ngươi một phần, mặc dù mẫu thân ngươi đã nhiều lần hãm hại ta, ta vẫn không có giận cho đánh mèo với ngươi, ngươi làm sao có thể làm ra chuyện ác độc? táng tận thiên lương như vậy. Đúng vậy, lúc trước mẹ con các nàng đến Dương Châu, đều là nhờ thẩm gia tiếp đón. Ân, một quả phụ ở nhờ nhà người ta, không biết cảm ơn, còn nguyền rủa người khác. Đúng vậy, cha chết, nương bệnh, người như vậy, còn không biết cảm ơn, khó trách hoàng hậu nói nàng ta bất hiếu. Người không biết có một số người chính là như vậy, ăn của người khác, ở nhờ nhà người khác, còn ước gì cả nhà người ta chết đó sao? Người với người chính là có sự khác biệt, người xem vận ninh quận quân, khí chất, tài mạo, cùng nàng ta hoàn toàn khác biệt. Vì ngưng tử nhìn ra mi mắt mềm mại của tạ thị ẩn giấu sự thất vọng, nghe bà nói thư vân khanh có, bà cũng chuẩn bị cho nàng ta một phần, chỉ cảm thấy vẻ mặt tạ thị thanh cao đoan trang, vẫn luôn đồng tình với nàng. Những giọng nói bên cạnh như giai điệu ma quái truyền vào trong đầu nàng ta, mấy ngày nay, bị người xem thường, bị người đối xử lạnh nhạt, bị người khinh bỉ hết thảy đều hiện lên trước mắt nàng ta. Luận bộ giảng, thẩm vân khanh xinh đẹp như mẫu đan, xinh đẹp nhất dương châu, nàng ta cũng xinh đẹp kiều mị, nhu huyền động lòng người. Luận tài đức, thẩm vân khanh cầm kỳ thư hỏa, mọi thứ tinh thông, nàng ta cũng là ca múa cầm hỏa, xuất sắc hơn người. Nàng ta rốt cuộc có mặt nào không sánh bằng nàng nàng ta mỗi một thứ cũng không kém hơn so với nàng thứ duy nhất nàng ta kém hơn chính là thân phận bởi vì nàng ta là một bé gái mồ côi cho nên những người này mới mắt chó xem thường người vẻ mặt nàng ta liền trở nên ác độc lớn tiếng hướng tới tạ thị quát bà dựa vào cái gì mà nói ta bà cho rằng bà là người tốt sao bà còn không phải là một tiện nhân chỉ biết giành nam nhân với tỉ muội của mình người nói cái gì Vân Khanh nghe được vi ngưng tử mắng tạ thị, một bước liền xông lên, quắc mắt trừng mi, người dám mắng lại một lần thử xem. Tạ thị bị Vân Khanh ngăn ở phía sau, nghe được lời của vi ngưng tử, vẻ mặt khó hiểu nói, cái gì mà giành nam nhân của tỷ muội Người nói rõ ràng cho ta. Vốn hôm nay khách nhân nhiều như vậy, bà thật sự không muốn náo loạn lớn, nhưng việc này bà là bị người ta gán lên tội danh dành nam nhân với tỷ muội của mình, nếu như không nói rõ ràng, từ ngày mai trở đi, không chỉ mình tạ thị bà sẽ bị người ta nói là dâm đãng không chịu nổi, ngay cả thẩm mậu cũng không thể nào ngừng đầu lên, càng khỏi nhắc đến Vân Khanh vẫn chưa xuất giá, sẽ bị ảnh hưởng gì nếu có một người mẫu thân có thanh danh như vậy. Cho nên tạ thị không chút do dự ở trước mặt mọi người tại đây chất vấn. Tạ Văn Uyên, bà đừng hòng giả bộ dáng vẻ đoan trang hiền lành. Bà thật sự là một nữ nhân hiền lương thục đức sao? Nhiều năm như vậy, những chuyện bà làm bà nghĩ sẽ không có ai biết sao? Vì Ngưng Tử biết sau chuyện bùa chú hôm nay, nàng ta nhất định sẽ phải cùng Thẩm gia hoàn toàn trở mặt. Như vậy, nếu đã trở mặt, nàng ta cũng sẽ khiến cho Thẩm gia cũng đừng mong được tiếng tốt. Nàng ta muốn vạch trần bộ mặt của người một nhà giả nhân giả nghĩa này, xem bọn hắn về sau còn có thể giả bộ nữa không. Người nói, ta Tạ Văn Uyên ta tự nhận làm việc chính trực, đi đứng ngay thẳng, người nói ta đã từng làm chuyện gì? thì ngươi hãy nói ra, để cho mọi người nghe một chút. Tạ thị đi ra từ phía sau Vân Khanh, bà không cần tránh ở phía sau nữ nhi, bà tự nhận chính mình cũng có năng lực có thể đối phó với chuyện này. Vì ngưng tử nhìn bộ dáng của bà, cười lạnh một tiếng, tạ văn uyên, bà nếu không sợ mất mặt, ta đây đành nói ra vậy. 14 năm trước, khi thầm gia lão thái gia đến nhà ông ngoại cầu hôn, có phải là nhắc đến mẹ ta trước hay không? Đúng vậy, Vậy tại sao cuối cùng người gả đến đây lại là bà mà không phải là mẹ ta? Vì ngưng tử nói xong một câu này, xoay người nói với đám đông phu nhân, các vị phu nhân, tiểu thư, các người có thể không biết, lúc trước khi thẩm lão thái gia đến nhà của ta cầu hôn, đề cập vốn là mẹ ta, nhưng tạ văn uyên, bà ta ỷ vào thân phận là đích tỷ, sau khi nhìn chúng thẩm lão ra, ương ngạnh mà tự đem mình gả đi. Lập tức, đại sảnh ở hậu viện như bị bùng nổ, những vị phu nhân có mặt người người biểu tình đều trở nên thập phần khó hiểu lại kỳ quái, thế nhưng không phải là biểu thị sự hèn mọn với tạ thị, mà lại dùng ánh mắt đáng thương nhìn Vi Ngưng Tử, giống như nhìn một con kiến bi ai đáng thương nhất trên đời. Vừa lúc đó, một thân ảnh từ ngoài cửa đi tới, hướng tới Vi Ngưng Tử giáng xuống một cái bạt tay thật mạnh, cú tát rất nặng khiến Vi Ngưng Tử té trên mặt đất, khóe miệng đổ máu. Chương 269 trở mặt quyết liệt, hai. Thẩm mậu vẻ mặt xanh mét, gắt gao nhìn chằm chằm vi ngưng tử, nhìn khuôn mặt của nàng ta, chỉ cảm thấy ghê tởm, chán ghét, oán hận, cùng tạ tố linh xinh đẹp, nhu nhược như nhau, lúc đầu nhìn vào, luôn khiến cho người ta nhịn không được mà tỏ vẻ thương tiếc, nhưng con mắt kia lại như độc xà, vô luận như thế nào, cũng không thể biến sự độc ác kia thành tốt đẹp, thành ấm áp. Ông đánh ta, Vừa rồi ta nói đều là chân tướng của sự thật. Chân tướng, cái gọi là chân tướng đích thực không có ai so với ta rõ ràng hơn rồi. Lão phu nhân được bích lăng cùng bích bình đỡ đi đến trước mặt mọi người. Ngữ khí run run nói, lúc trước lão thái gia hướng tạ gia cầu hôn. Thật sự là đề cập đến nương ngươi, bởi vì thẩm gia ta chỉ là một thương nhân, mà tạ lão thái gia là một thế hệ danh nho. Lão thái gia không dám hy vọng xa vời là có thể cưới được đích nữ thầm nghĩ cưới được thư nữ cũng đã tốt lắm rồi. Nhưng sau khi lão thái gia đến tạ gia nói ra ý định muốn cầu hôn, vốn tạ lão thái gia đã đáp ứng rồi, chỉ chờ định ngày lành liền chuẩn bị thành thân. Nhưng vừa lúc đó, nương người thế nhưng lại thông đồng với công tử vi gia, cũng chính là cha ngươi. Công tử vi gia vốn đã ước định từ nhỏ với tạ gia, lấy vi gia là dòng dõi thư hương thế gia, cùng tạ gia xem như môn đăng hộ đối tất nhiên là định đích nữ, mà nương ngươi, ghét bỏ thẩm gia ta là một thương hộ, suốt đêm liền thông đồng với vi công tử lúc ấy đang qua đêm ở tạ gia, hai người sau khi gây ầm ĩ một trận, tạ lão thái gia không có cách nào, vì mặt mũi hai nhà, chỉ có thể đem thư nữ là nương ngươi gả đến vi gia, mà tạ lão thái gia lại từng đồng ý người ta, không thể hủy hôn ước với thẩm gia. Liền đem đích nữ của mình gả đến thẩm gia ta, cũng chính là con dâu hôm nay của ta. Tạ Văn Uyên. Cũng vì nguyên nhân này mà Tạ Tố Linh gả đến vi gia bị người xem nhẹ, hơn nữa làm việc keo kiệt ích kỷ, càng đắc tội với nhiều người, khiến người xung quanh không ưa thích, cho nên sau khi vi công tử qua đời, lúc bị người khác bức bách thì không có một người nào của vi gia nguyện ý chia tay giúp đỡ. Vì ngưng tử bụng gò má, vẻ mặt kinh hãi, đôi mắt đỏ ngầu, không thể tin lắc đầu, không phải, nương không phải nói với ta như vậy, không phải nói với ta như vậy. Tạ tố linh kia vì tư lợi, bà ta nói như thế chỉ muốn được lợi cho bản thân, ngươi tin lời bà ta nói mới là sai lầm. Thẩm mậu đối với vi ngưng tử không có nửa điểm thương hại, lạnh giọng nói. Vi ngưng tử ngẩn người, hai năm nay, nàng ta đều bị nương lừa gạt, nàng ta không tin, không tin, nàng ta ngẩng đầu lên, chỉ vào tạ thị nói, ông bị nữ nhân này mê hoặc rồi lúc trước người muốn gả cho ông rõ ràng là mẹ ta. Rõ ràng ta mới là nữ nhi của ông. Ta đánh ngươi là muốn nói cho ngươi biết, ngươi cùng ngươi nương giống nhau, ác độc ích kỷ, không biết tốt xấu. Trừ lòng dạ ghen tỉ, các ngươi cái gì đều không có. Ngươi và Vân Khanh căn bản là không thể so sánh, ta cũng không có khả năng sẽ có một nữ nhi như ngươi. Thẩm mậu đã sớm nhìn thấu bộ mặt của tạ di và vi ngưng tử, chẳng qua vì nghĩ cho tạ thị, cũng vì cảm kích ân tình của cha vợ năm xưa tạ tố linh dầu gì cũng là nữ nhi của ông mới khách khí một chút chuyện vừa phát sinh khi nãy trên đường tới hậu viện hắn đã nghe hết trong lòng liền không còn một tia tình cảm nào nữa ta làm sao không thể cùng nàng so sánh ta có điểm nào thua kém nàng vì ngưng tử từ trên mặt đất đứng lên cắn răng căm tức nhìn vân khanh ngón tay hận không thể lập tức đi lên bóp nát vân khanh Vân Khanh mới vừa rồi cũng là lần đầu tiên nghe được chuyện năm xưa của cha mẹ, khó trách lúc ấy khi tạ di đi câu dẫn cha, nương lại có dáng vẻ thập phần trầm ồn chấn định, một người nam nhân bị một nữ nhân ghét bỏ, tự nhiên trong lòng sẽ ghi hận, hơn nữa phụ thân đối với tạ di vốn là không có cảm tình, chỉ có thể càng sinh ra chán ghét. Chẳng qua, cái kịch bản mà tạ di tự mình biên soạn kia, ngược lại thật ra rất đáng thương khiến người người cảm động a. À vân khanh mỉm cười đáy mắt khó nén trào phúng vì ngưng tử ngươi hôm nay trước mặt mọi người nhục mạ mẹ ta sau lưng nguyền rủa tổ mẫu ta cha mẹ đệ đệ ta ta mặc kệ ngươi tốt hơn ta hay là kém hơn ta ta chỉ muốn nói ngươi có biết chuyện ngươi làm là chuyện gì không phải là cùng thẩm gia các ngươi hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ sao có thân thích như các ngươi không cần cũng được đã đem mối liên kết duy nhất này cắt đứt Vi ngưng tử căn bản là không cần nữa lên cười lạnh đứng lên, hoàn toàn không còn dáng vẻ nhu nhược ngày thường của nàng ta. Người dù còn muốn chơi xấu thẩm ra, chỉ sợ cũng không còn ai dám cho ngươi ở nhờ. Vân Khanh bên môi tràn ra ý cười lạnh, nhìn vi ngưng tử, đôi phượng mâu như phủ một lớp xương lượn lờ, phảng phất từng dãy núi cao kéo dài không dứt trong làn mây mù, nhìn không ra độ thâm sâu trong đó. Ta cũng sẽ không ở lại nơi này nữa vì ngưng tử xoay người liền muốn ra khỏi nơi này nghĩ rằng đi là xong việc không có đơn giản như vậy đâu vân khanh nhẹ nhàng hất cằm lập tức có người chắn trước cửa người không phải không muốn nhìn thấy ta nữa sao còn cản trở ta làm cái gì vì ngưng tử cả giận nói an phu nhân ta muốn hỏi một chút có người ở trước mặt mọi người vũ nhục tam phẩm cáo mệnh phu nhân tam phẩm quận quân nhị bậc bá tước hơn nữa còn bí mật dùng phù chú hãm hải cũng đánh chết nha hoàn trong phù người khác những tội này dựa theo luật lệ đại ung nên xử phạt ra sao vân khanh cũng không thèm nhìn đến nàng ta quay đầu nhìn an phu nhân ngữ khí thản nhiên một đôi phượng mâu như hố sâu lạnh lẽo phảng phất có vô số mảnh băng quay cuồng ở bên trong lúc nào cũng có thể phun ra khiến người lạnh đến choáng váng an phu nhân nhìn vở kịch khôi hài vừa rồi từ đầu tới đuôi đều trầm mặc lúc này bị Vân Khanh điểm danh, mở miệng nói, dựa theo luật lệ đại ung, người có tước vị hay được phong danh, có thể đệ trình cho quan phủ xử lý, nếu người này không phải thân thích, có thể giao cho quan phủ xử lý, cũng có thể tự mình thi hình, đánh mạnh 80 đại bàn. Vì ngừng tử rốt cục toàn thân phát lạnh, bắt đầu run run, thẩm Vân Khanh, người muốn làm gì? Vân Khanh thanh âm len keng hữu lực, ánh mắt lạnh như băng, trong giọng nói lại hàm chứa sự kiên định cùng lạnh khốc vô cùng, vi ngưng tử, mới vừa rồi ngươi đã nói, cùng cầm ra ta đoạn tuyệt quan hệ, từ giờ trở đi, ngươi nhìn thấy ta, nhất định phải hành lễ, còn nữa, ta muốn làm, chính là dựa theo luật lệ mà làm. Người đâu, đem vi ngưng tử bắt lại, kéo đến trong sân trọng đánh 80 đại bản. Lập tức có người chạy lên, lôi vi ngưng tử đi ra phía ngoài, mà vi ngưng tử lớn tiếng thét lên, thẩm vân khanh. Ngươi ả à, tiện nhân này ngươi cũng dám dụng hình với ta vân khanh thản nhiên nói trước kia ngươi ở trong phủ làm bao nhiêu biệt sai trái lại ì vào việc không phải là người thẩm gia. mọi người không ai có thể quản được ngươi nay chúng ta không có quan hệ thân thích chỉ có tôn ti ta vì sao không thể dụng hình với ngươi chứ vì ngưng tử há mồm còn muốn kêu lớn hơn một nha hoàn lấy một miếng khăn lau từ bên hông chiếc khăn kia là hỗn hợp mùi dầu mùi mồ hôi và các loại mùi hôi thối khác nhét vào miệng vi ngưng tử. Nàng ta ngửi phải mùi ấy thiếu chút nữa bị ngạt đến mất xỉu, cho đến khi nằm lên bàn dụng hình, vẫn còn chưa định thần lại. Mọi người thấy việc đến nước này, trong lòng cũng biết vi ngưng tử đây là tự làm tự chịu, vốn chỉ việc dùng phù chú nguyền rùa cả nhà thẩm gia này, liền có thể khiến nàng ta lâm vào khốn cảnh. Nàng ta thế nhưng còn muốn nhắc lại chuyện năm đó của tạ thị, việc này năm đó Kỳ thật giới thượng lưu ở Dương Châu mọi người đều biết, bằng không đích nữ tạ gia làm sao có thể gả đến Thẩm gia, mà một cái thư nữ lại gả đến Vi gia ở kinh thành, việc này thực rõ ràng là có ẩn tình, hơn nữa còn là thứ muội gả trước. Trong giới danh môn vọng tộc, không có tình huống đặc thù, tuyệt đối sẽ không gả muội muội trước khi gả tỷ tỷ, việc này các nàng cực kỳ thông suốt. Chỉ tiếc cho Vi Ngưng Tử, bình thường cũng là một người thông minh, lại bị một người nương như vậy lừa gạt. Khó trách lại đối với người Thẩm gia hận thù như vậy, thì ra là ghen ghét người khác, xem ra chuyện phù chú trước đó là sự thật. Người Thẩm gia đối với nàng ta tốt như vậy, nàng ta còn làm ra loại chuyện này, thật là nuôi nhầm một con sói mắt trắng a, à, cũng may hôm nay đã bắt được, nếu để cho nàng ta tiếp tục ở lại, còn không biết có thể làm hại Thẩm gia cửa nát nhà tan hay không. Có người thổn thức, có người cảm thán. Cũng có người cảm thấy vừa kịch này thật náo nhiệt, sau khi trở về lại có đề tài để buôn chuyện, tóm lại đến lúc này, mọi người dần dần tản đi. Thẩm mậu còn phải đến tiền viện chiêu đãi khách nhân, mà tạ thị cũng phải đưa tiễn khách nhân ra về, cố gắng giảm bớt ảnh hưởng xấu do chuyện này mang lại, cho nên cũng theo đi dòng người. Lão phu nhân dù sao cũng đã lớn tuổi, rằng co một phen như vậy, nói nhiều lời như vậy, vừa tức lại mệt vội để người đỡ quay về vinh tùng viện nghỉ ngơi mà vân khanh thì mang theo lưu thúy hướng tiểu viện đang dụng hình mà đi từ xa liền nghe được tiếng mộc côn đập vào da thịt tiếp theo đó là từng tiếng hét thảm vì ngưng tử cảm giác bị đánh như thế nào có phải cảm giác tốt lắm hay không vân khanh đứng ở cửa viện nhìn nàng ta bị người trói ở trên ghế hai khối mộc côn to nặng như mái chéo vừa mạnh vừa theo tiết tấu mà vỗ vào đùi vào mông nàng ta, tiếng bốp bốp khi đánh vào da thịt, máu tươi bắt đầu từ lớp quần áo dày ngày đông chảy ra. Một bà quản sự ở bên cạnh giám thị hành hình lập tức đi lại nói, đại tiểu thư, lúc này đang thi hình đầy mùi máu tanh, ngài vẫn là đừng nên nhìn, để tránh lưu lại ấn tượng không tốt. 80 đại bản đánh xuống, không chết cũng mất đi nửa cây mảng, máu tất nhiên là chảy ra không ít. Vân Khanh khoát tay, Lưu Thúy nói, không có việc gì, người đi qua một bên đi, tiểu thư không có yếu ớt như vậy. Vân Khanh đi tới, đứng ở trước mặt vi ngưng tử, nhìn mộc côn dính máu vẫn đang đập lên mảng quần nhuộm đỏ máu một cách nhịp nhàng, thản nhiên nở nụ cười. Thẩm Vân Khanh, ngươi là ả độc nữ, vì ngưng tử tóc tai tán loạn, hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt đau đến trắng bệch, còn đem hết toàn lực mắng Vân Khanh. So với ngươi, thì thật ta còn chưa dám nhận hai chữ độc nữ, này đâu, biểu tỷ tốt của ta à. Vân Khanh nửa ngồi xổm xuống, hai tay chống đầu gối, trong mắt mang theo ý vị sâu xa. Ở kiếp trước, vì Ngưng Tử cũng là đứng ở góc độ này, nhìn mặt nàng, khi đó, tâm tình của nàng ta khẳng định cũng rất khoái trá như mình hiện giờ, nhìn nàng bị đánh đến huyết nhục bay tứ tung, máu tươi chảy dòng. Nhưng mà, khi đó chính nàng còn chưa từng làm ra một chuyện xấu nào a à, mà vi ngưng tử thì sao? vi ngưng tử bị tấm ván gỗ đánh đến sắc mặt tái nhợt, cơ hồ đã nói không ra hơi, nhưng mà nhìn thấy vân khanh, nàng ta không hiểu đào đâu ra sức lực, mắng to nói: tiện nhân, ngươi không cần đắc ý. tiện nhân, khi đó vi ngưng tử cho người đánh chết nàng, cũng mắng nàng là tiện nhân, nay đổi lại là vi ngưng tử bị đánh, vẫn mắng nàng tiện nhân thật sự là không có thay đổi gì mới mẻ. Vân Khanh đứng lên, cười đoan trang ôn nhã, dặn dò, nhục mạ quận quân, dựa theo luật lệ, và miệng hai mươi cái, lập tức chấp hành. Bà quản sự lập tức vén lên tay áo, xông lên phía trước, một bên một bàn tay bắt đầu vả. Vân Khanh dáng vẻ tiêu sái ra khỏi viện, phảng phất như không có nghe thấy thanh âm đang hành hình phía sau, phân phó, lưu thúy, dặn dò bên dưới, lập tức cho người dọn dẹp cúc khách viện. Trước khi dụng hình xong, toàn bộ đóng gói quang ra bên ngoài. Từ nay về sau, tạ tố linh cùng vi ngưng tử, vĩnh viễn không được bước qua cửa lớn thẩm gia. Nàng tuyệt đối không thương hại vi ngưng tử, không chỉ vì kiếp trước, chỉ cần vì bốn bù nhìn bằng vải mà nàng ta chôn trong viện của nàng. Nếu không phải nàng sớm phát hiện, hôm nay nếu ở trên yến hội bị tìm ra, tại trước mắt bao người, thẩm gia dùng yểm thuật nguyền rủa minh đế hậu quả là chém đầu toàn ra vân khanh về đến sân lại nghe nha hoàn nói có đại tiểu thư của toánh xuyên hầu phủ đang chờ nàng trương huỳnh còn chưa trở về không biết có chuyện gì vào phòng vân khanh cởi áo choàng ra đưa cho thanh liên đi đến giường la hán nói ngươi sao còn chưa trở về không vội nhưng thật ra là ngươi năm sau phải đi kinh thành về sau liền khó được gặp mặt Ta về sau cũng không biết còn có thể đến thăm ngươi hay không." Trương Huỳnh cảm thán nói. Vân Khanh biết mẫu thân nàng bệnh tình càng ngày càng nặng, nói không chừng đã sắp đến ngày đèn cạn dầu, đến lúc đó Trương Huỳnh chỉ có thể ở nhà giữ đạo hiếu, không thể xuất môn. Trương Huỳnh mới 15 tuổi, khuôn mặt càng trổ mã xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, mặc một bộ váy dài xanh như nước, tản mát ra một loại dư vị chỉ thuộc về nữ tử hai má cũng gầy hơn rất nhiều so với trước kia càng lộ rõ khuôn mặt hình hạt dưa dùng nhan tươi đẹp chỉ là trong mi mắt luôn mang vẻ u sầu vấn nhi đem lò sưởi đã thêm than đưa cho vân khanh hai tay nàng ôm lò sưởi sưởi ấm một bên hỏi tại sao yến hội hôm nay ngươi được đi ra trương huỳnh khóe môi hơi cong nhìn thoáng qua thì không biết là đang cười hay là đang châm chọc trương lạc gây ra chuyện như vậy trở về đã bị giam cầm Nữ nhân đó muốn lấy lòng phụ thân để Trương Lạc có thể sớm được thả ra, nhưng lại bị Di nương mới tới phá đến tay chân loạn cả lên, ở trước mặt phụ thân phạm phải hai lần sai lầm lớn, nên bà ta không dám lộn xộn nữa. "Cửu mẫu của ngươi, mở, vẫn còn rất lợi hại a." À? Vân Khanh nở nụ cười, nửa năm nay, Trương Huỳnh ngẫu nhiên cũng đưa tiếp mời cho nàng, quan hệ của hai người so với trước kia tốt hơn nhiều, cũng được coi là bằng hữu các nàng nói chuyện là vào lễ cập kê của Trương Huỳnh gần cuối năm, đệ đệ của Mạnh Thị là cậu và mợ của Trương Huỳnh từ Kinh Thành đến. Sau khi biết được chuyện nhị phu nhân của Toánh Xuyên Hầu, mợ nổi trận lôi đình, lập tức tặng một nĩ nhân dung mạo nhất nhì Dương Châu cho Toánh Xuyên Hầu. Toánh Xuyên Hầu nhị phu nhân tập thị tuy rằng ôn nhu, nhưng cũng đã có hai con, thông phòng Dương Châu này. Là mạnh thi căn cứ vào sở thích của Toánh Xuyên Hầu mà cố ý tuyển chọn vừa nhu tình như nước, lại kiều mị động lòng người, giỏi về tâm kế, hiểu được thơ ca thi hỏa, ôn nhu săn sóc, dáng người mềm mại, trên giường lại hiểu được xu nịnh, tuổi mới 10 năm, mọi điều kiện đều hơn hẳn so với tập thị, bánh xuyên hầu hưởng thụ một đêm, lập tức đem thông phòng này nâng cấp bậc lên làm di nương, lúc trước nghỉ ngơi ở phòng tập thị cũng được 20 ngày, nay chỉ còn 7-8 ngày. Đúng lúc, tập thị tham gia yến tiệc của Hoàng hậu, Trương Lạc lại phát sinh ra chuyện mất mặt như vậy tập thị mắt thấy sự sủng ái của mình bị tân dâng tiểu thiếp dành đi hơn phân nửa, nữ nhi lại tạo ra rèm pha đến mức này, toánh xuyên hầu càng tỏ ra không vui. Nay trương lão thái quân của toánh xuyên hầu phủ đang thu xếp tìm tân nương tử, thường xuyên có phu nhân mang theo nữ nhi ra ra vào vào. Mẹ ruột còn chưa chết, mà đã bắt đầu tìm người thay thế vị trí của bà, dù là ai nhìn đến trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Nước xa không cứu được lửa gần không biết về sau sẽ thành như thế nào. Nhưng mà, sức khỏe của mẫu thân ta này đã quá suy sụp. Tuy rằng ta không muốn thừa nhận, cũng chỉ có thể đối mặt, chỉ hy vọng, đến lúc đó cưới được người lợi hại, hung hăng trừng trị nữ nhân đó. Trương Huỳnh hung hăng nói, từ trong lời nói của nàng, có thể nghe ra oán hận ngập trời đối với tập thị, Vân Khanh cười nói, kê mẫu quá lợi hại, chỉ sợ cả ngươi cũng chịu không nổi. Kê mẫu vào cửa, nếu sinh hạ đứa nhỏ, con trai thì không nói mẫu thân của trương huỳnh cũng không có sinh hạ nhi tử vị trí con trai trường là không ai có thể giành nếu như sinh nữ nhi đụng phải người lòng dạ hẹp hòi chịu không nổi vị trí đích trường nữ bị chiếm người như thế tuy không nhiều lắm nhưng cũng không phải không có người nghĩ rằng ta thích kế mẫu sao cho dù là người không lợi hại ta cũng không thích nhưng mẹ ta bây giờ cũng không đối phó được nữ nhân đó à, thông phòng Dương Châu kia mặc dù tốt, nhưng rốt cuộc vẫn là một kỹ nữ, trên danh phận vẫn thua kém một bậc, chờ nữ nhân đó phục hồi tinh thần lại, rồi sẽ quay lại đối phó ta mà thôi. Ngươi không biết, nửa năm trước, ta mỗi ngày ngủ đều ngủ không ngon, đồ vật nàng ta đưa tới, ta căn bản là không dám ăn, càng miễn bàn vì không muốn khiến cho phụ thân chán ghét ta. Ta ở trước mặt hắn làm ra dáng vẻ vô cùng nhường nhịn. Trương Huỳnh nói xong, nước mắt lã chã tuôn rơi nức nở nói nhưng ta chỉ có thể làm thế nếu cha không thích ta hạ nhân trong phủ liền càng không có người để mắt đến ta nương vẫn nằm trên giường sẽ càng thương tâm hơn bà vừa thương tâm bệnh liền càng khó chuyển biến tốt cho nên ta trăm phương nghìn kế tạo ra dáng vẻ nhu thuận nhường nhịn ở ngoài mặt cùng trương lạc như một cặp tì muội tốt trương huỳnh cầm khăn lau nước mắt vân khanh yên lặng nghe nàng nói giáng vẻ trước kia của Trương Huỳnh với tình trạng của nàng bây giờ, có thể trong những người ngoài cuộc, nàng là người rõ ràng nhất, con người trên đời có rất nhiều chuyện không phải do mình khống chế. Nói được một lúc, Trương Huỳnh mới ngừng rơi lệ, có chút ngượng ngùng nói, ta rất ít khóc, không biết tại sao, ở trước mặt ngươi luôn nhịn không được. Khóc được thì tốt rồi, nhưng mà ánh mắt của ngươi, nên chú ý một chút. Vân Khanh nói tùy tay cầm một chiếc gương tròn cho nàng xem. Ai nha, nếu trở về để bọn họ thấy được, nhất định sẽ nói xấu sau lưng ta. Trương Huỳnh cầm khăn đè lại mắt, muốn che giấu đôi mắt khóc đến sưng đỏ. Được rồi, để ta dạy cho ngươi, đem lá trà đổ ra, dùng khăn bao lại. Vân Khanh nhẹ giọng chỉ. Đến trạng vảng, cửa lớn thầm ra mở ra, đầu tiên là vài nha hoàn cúi đầu đi ra, sau đó mười mấy bao nải liên tiếp từ bên trong bị ném ra đất, sau đó là một người toàn thân đầy máu, liền cả cái cáng khiêng nàng ta cũng bị ném ra từ bên trong, quang ra khỏi phạm vi của thẩm phủ, không cần nói cũng biết là ai. Trên nền tuyết mỏng, một đôi giày màu đen đột nhiên đứng ở trước khuôn mặt đen tím của Vi Ngưng Tử. Chương 270, tình địch nơi bến tàu, 1. Thẩm phủ hàng năm khi đến lễ mừng năm mới, vốn là đặc biệt náo nhiệt, trong thôn trang sẽ đưa hàng Tết, báo cáo sổ sách, trưởng quầy các nơi sẽ đến để tổng kết doanh thu trong một năm, năm nay lại càng bận rộn, chưa những việc phải lo như ngày Tết hàng năm, còn có rất nhiều người ra vào phủ để bàn chuyện rơi phù vào kinh năm sau. Tuy rằng còn có 3-4 tháng để chuẩn bị, nhưng đột ngột muốn mua một tòa nhà lớn ở Kinh Thành thì thời gian như vậy cũng không phải nhiều. Thẩm mộng bận việc đến nỗi không thể về nhà qua Tết, ngồi thuyền khách vào Kinh, chuyện trong nhà chuyện buôn bán giao cho Vân Khanh xử lý, những cái khác liền do tạ thị xử lý. Đến ngày cuối năm, thẩm mậu cuối cùng cũng có thể trở về vào đêm giao thừa, cùng người nhà vui vẻ đón năm mới, sau đó dọn dẹp đồ đạc, cơ ngơi của thẩm gia là tổ truyền, tuy rằng bọn họ không ở nơi này nữa, nhưng vẫn sẽ không bán, mời người của thẩm thị ở từ đường mới lập ra tới chăm sóc, mặt khác lưu lại lý tư ở Dương Châu. Tuy rằng phủ trạch chuyển đến Kinh Thành, nhưng phường nhuộm, phường dệt, vườn dâu của thẩm gia những thứ này không thể chuyển đi, phải có người ở lại nơi này trông coi. Thẩm gia tuy rằng người ít, nhưng vật dụng thì nhiều, thu xếp xong cũng đầy năm chiếc thuyền, đó là chưa kể những vật dụng cũ vẫn sẽ để lại trong phù. Mà nha hoàn cùng mama quản sự trong phủ cũng vô cùng tất bật, các nàng là nha hoàn của thẩm gia, đương nhiên là thẩm gia đi đâu, các nàng cũng đi theo rồi nhưng cũng có một số ít không muốn đi theo lúc này tạ thị ngồi trên sạp tay ôm lò sưởi dưới bà là ba ma ma quản sự cùng bốn năm nha hoàn đang quỳ người người đều cúi đầu có một ma ma quản sự cũng có chốt mặt mũi và lá gan to mở miệng phu nhân nay lão gia cùng phu nhân được thăng làm bá tước tiểu thư thành quận quân lại trở thành hoàng thương thẩm phủ rời đến kinh thành đây là phước đức trời ban già nô vốn nên theo phu nhân đi kinh thành lại bất đắc dĩ vì tuổi tác đã cao, một đường sóc này, chỉ sợ sẽ khiến phu nhân thêm phiền toái. Ngược lại còn không tiện, nên muốn lưu lại Dương Châu thay thẩm ra giữ gìn phủ trạch này. Tạ thị nghe xong mặt không chút thay đổi, khuôn mặt trắng noãn vì sự ấm áp dễ chịu trong phòng mà hơi phiếm hồng, nhìn những người đang quỳ gối phía dưới. Lý ma ma vừa nghe liền nhíu mi, giữ phủ trạch gì chứ, người trông nom phủ đã định xong, ta thấy các ngươi là không muốn đi kinh thành mới đúng. Mà mà quản sự kia vừa nghe bà nói, cố nặn ra nụ cười đáp lại, nào có, già nô là nói sự thật thôi. Bà ta đúng thực là không muốn đi kinh thành, con trai và con dâu của mình đều ở Dương Châu, bà ta đi đến nơi xa xôi đó làm gì, tuy rằng kinh thành tốt, nhưng không tốt bằng ở bên gia đình mình. Lý Mama thấy bà quản sự kia vẫn cố chấp, còn muốn mở miệng gian dậy, Tạ Thị liền đưa mắt, ngăn lại lời bà sắp nói, nhìn những người khác, hỏi: "Các ngươi cũng không muốn đi kinh thành?" "Phu nhân, huynh trưởng và tỷ tỷ của Nô Tỳ đều ở Dương Châu, Nô Tỳ không muốn rời khỏi nơi này." Tiểu nha hoàn nói chuyện không như mama quản sự kia quanh co lòng vòng, trực tiếp nói ra ý nghĩ trong lòng. Những nhà hoàn và mama quản sự khác đều trả lời như vậy, ý tứ cũng không khác nhau lắm, chính là không nỡ rời đi mảnh đất này. Tạ thị thở dài một hơi, tâm ý của các ngươi ta hiểu, ta một mình gả đến Dương Châu, cũng có hơn 10 năm, rời đi nơi này ta cũng luyến tiếc, các ngươi trong lòng không nỡ cũng là bình thường. Các ngươi đi tìm một quản sự, dựa theo quy củ mà làm đi. Các ma ma quản sự và nha hoàn sau khi nghe xong, mừng rỡ không thôi, vốn tưởng rằng phải phí một phen nước miếng cùng nước mắt, không nghĩ tới tạ thị lại đáp ứng nhanh như vậy, quả nhiên là chủ mẫu tốt liền vội vàng tạ ơn. Đợi những người này lui xuống, tạ thị nói với Lý Ma Ma, ngươi dặn dò bên dưới, nếu có người muốn lưu lại Dương Châu, cứ dựa theo quy củ trong phủ, cho bọn họ rời đi đi. Lý Ma Ma có chút không rõ nói, phu nhân, các nàng vừa nghe được sẽ đến kinh thành liền không đi, lòng cũng quá hời hợt rồi. Tạ thị cười, ma ma, không phải ai cũng sẽ đối đãi với ta như bà vậy, mọi người đều vì bản thân mình, đi kinh thành mặc dù tốt, nhưng rốt cuộc vẫn là xa xứ, bọn họ không muốn đi cũng bình thường thôi. Còn nữa, nếu tâm bọn họ đã không ở thẩm gia, còn bắt ép giữ lại, ngược lại giống như thẩm phủ ta không màng nhân tình, dù sao hàng năm đều phải thả một nhóm người ra ngoài, lưu lại những người có xác không có hồn này, còn không bằng thả đi, để tránh họ bởi vì việc này mà ôm hận, ngược lại sẽ báo thù thẩm gia. Lý Ma Ma gật đầu xưng vâng quay đầu đi ra ngoài xử lý việc này, vừa vặn nhìn thấy Thu Di Nương đi lại đây. Lý ma ma, lại phải bận việc rồi hả? Thu Di Nương tuổi cũng chừng 25, nhan sắc vẫn còn tươi đẹp, không có một dấu hiệu lão hóa. Lúc trước trong những Di Nương, chỉ có nàng còn ở trong phủ, may mắn ngày đó nàng đứng đúng vị trí, không tham dự vào những thủ đoạn của đám người kia, nếu không hôm nay còn không phải ở trên bàn thờ chờ người tế bái sao. Mấy tháng này, trong phủ sự vụ bận rộn, tạ thị cũng chia ra một ít để cho nàng ta hỗ trợ xử lý. Nàng ta cũng từng làm chính thất nương tử, xử lý sự vụ cũng thực sạch sẽ lưu loát, lại không tranh giành tình nhân. Giờ những thủ đoạn nhỏ, Lý Ma đối với nàng ta cũng khách khí vài phần, đúng vậy, di nương đến tìm phu nhân à? Vẫn là Lý Ma tinh mắt, phu nhân hôm nay có trong phòng không? Thu di nương cười hỏi. Lý ma ma thấy phía sau nàng ta dẫn theo một cô nương mặc áo màu vàng nhạt đang cúi đầu, đáy mắt lóe lên một tia sáng, gật đầu nói, phu nhân ở bên trong. Thu Di Nương cười nói, đây là muội muội ta ở nhà mẹ đẻ, muốn cầu phu nhân cho làm ít chuyện vặt ở trong phủ. Lý ma ma lại nhìn hai người, thấy không có gì bất thường, thế này mới nói, mời Di Nương vào. Thu Di Nương lại cảm tạ lần nữa, mới mang theo nữ tử kia tiến vào tiểu nha hoàn kéo mảnh vén rèm lên thu di nương đi được vài bước liền nhìn thấy tạ thị vừa uống trà vừa xem danh sách hành lý đã đóng gói điểm lại những thứ đã thu dọn xong nghe được tiếng bước chân tạ thị quay đầu hỏi như thế nào hôm nay lại tới hôm qua nghe phu nhân nói đầu có chút đau hôm nay liền đến xem có đỡ hơn nhiều không thu di nương đứng ở đó mỉm cười tạ thị nhìn đến cô nương đi theo vào phía sau nàng ta hai mắt đánh giá Mở miệng nói, "Ta không sao, ngươi ngồi đi." Thu Di nương làm sao dám ngồi, nàng ta lôi kéo nữ tử kia từng bước đi về phía trước, khẩu khí vô cùng thân thiết nói, "Phu nhân, đây là muội muội của Tỳ Thiếp, hôm qua mẫu thân dẫn nàng lại đây, nói là để cho ta ở trong phủ tìm cho nàng tí chuyện vặt làm, vừa tiện nhìn xem sự vẻ vang của phủ bá tước." Tỳ Thiếp nói chuyện này, Tỳ Thiếp không làm chủ được, phải được phu nhân đồng ý mới được nhưng mẫu thân nhiệt tình như vậy, đem muội muội lưu lại liền rời đi, tỷ thiếp cũng không có biện pháp cự tuyệt, hơn nữa tỷ thiếp cũng chỉ có một muội muội, hy vọng nàng có thể biết thêm nhiều kiến thức, cho nên liền mang đến để phu nhân nhìn xem, có thể để nàng ở lại trong phủ hay không, học hỏi thêm chút việc. Thu Di nương thật rất biết nói chuyện, nói một hồi, tình cũng có, lý cũng có, ngay cả suy nghĩ của nàng ta cũng nói ra còn luôn tôn trọng chủ mẫu là tạ thị nữa. Nay trong phủ chỉ có một thiếp là thu di nương, tạ thị trong lòng cũng không muốn làm khó nàng ta, dù sao trong phủ nếu một di nương cũng không có, toàn bộ đều xảy ra chuyện, người bên ngoài nhìn vào, phỏng chừng còn nói bà thủ đoạn lợi hại, không thể dung chuyện có tỷ thiếp bên cạnh phu quân, hơn nữa con người thu di nương cũng không tệ. Cho nên bà cũng nể tình nhìn nữ tử kia một chút, đại khái 18-19 tuổi. Mặt mũi có vài phần giống Thu Di Nương, đầu cúi thấp, dáng vẻ rụt rè, không dám nhìn người, thoạt trông tạm được. Nàng đã hứa hôn với ai chưa? Nữ tử Đại Ung sau 15 tuổi cập kê, liền bắt đầu tìm nhà đính hôn, bình thường trước 18 tuổi phải gả đi ra ngoài, sau 18 tuổi sẽ trở thành gái lỡ thì, mà nữ tử trước mắt này, thực rõ ràng vẫn trải kiểu tóc thiếu nữ, cho nên, Tạ thị mới đặt câu hỏi này trước đó có từng hứa cho một nhà, nhưng nhà trai năm trước xảy ra chuyện, nên chuyện hôn nhân này cũng bị hủy. Thu Di Nương hồi đáp, không hứa hôn cũng không có phiền toái gì, tạ thị gật đầu nói, nếu là muội muội của ngươi, vậy thì để ở trong viện ngươi đi, ngươi cũng nên thêm một nha hoàn bên người rồi. Thu Di Nương trong viện vẫn chỉ có Phong Nhi là nha hoàn bậc hai, lúc này thêm một người nữa cũng hợp lý, hơn nữa muội muội để ở bên người nàng ta cũng tiện chăm sóc, không sợ bị người khi dễ. Thu Di Nương mừng rỡ, lôi kéo nữ tử kia vội vàng tạ ơn. Đến khi về tới viện nàng ta, vẻ mặt Thu Di Nương vốn tươi cười liền bị nữ tử kia hất ra xa. Dáng vẻ cúi đầu lương thiện vừa rồi cũng bị một loại tính cách khác thay thế Thu Vân. Tỷ rốt cuộc là có ý gì? Nương bảo tỷ mang ta đi kinh thành, tìm một mối hôn nhân tốt đẹp. Tỷ liền kéo ta đến làm nha hoàn, còn làm nha hoàn của tỷ ta muốn đi nói cho nương nghe. Nhìn nữ tử vẻ mặt không kiên nhẫn, Thu Di nương kéo nàng vào trong phòng, mới nói, Thu Thủy, muội tưởng vô duyên vô cớ có thể ở lại thẩm phủ ư, chuyện đó là không thể nào. Thẩm gia làm sao có thể mang muội đi kinh thành chứ? Tại sao lại không thể, ta là muội muội của tỷ, mang theo ta đi có cái gì khó khăn? Thu Thủy bĩu môi, lấy một khối điểm tâm trên cái mâm nhỏ trên bàn bỏ vào miệng phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn